khó khăn, chương 1532, rút thăm, phó thác cho trời, hai. Đối mặt với mọi người, thái thúc Sơn Hải của khí vận tông lại nhảy ra nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lần này như hữu đạo chỉ ở bên cạnh thành thật lắng nghe, không làm ngược lại ông ta. 21 môn phái của bảy nước, thêm vào ba môn phái trung lập, lại thêm tứ hải, tổng cộng là 28 môn phái. Các bộ của phiêu miếu các cũng không ít, có từ bộ phụ trách thiên hạ tiền trang, có từ bộ phụ trách các nước, có từ bộ phụ trách hải vực, có từ bộ phụ trách môn phái tu hành, còn có phụ trách tán tu vân vân. Đương nhiên, nội bộ thánh cảnh còn có từ bộ của phiêu miếu các, ngoại trừ thánh địa ở nơi riêng của cửu thánh không để phiêu miếu các nhúng tay vào, còn có từ bộ phụ trách bên ngoài. Có điều Thái Thúc Sơn Hải cũng nói, lúc thương nghị mọi người không ai đồng ý ở trong thánh cảnh, xét thấy nguyên nhân này, liền gạch tên nội thánh cảnh khỏi tên thăm được làm ra, sau này khi phiêu miếu các điều chỉnh, điều chỉnh đến ai thì coi như người đó xui xẻo. Đối với việc này, mọi người không có ý kiến, vốn là việc đã thương lượng xong thấy không có ý kiến phản đối thái thúc sơn hải phất tay nói một tiếng mang lên đây thái thúc tầm và thái thúc lập đi vào trong đám người vây thành một vòng đem que gỗ được làm xong mở ra bầy trên đất trên mỗi một que gỗ đều biết tên của các bộ của phiêu miếu các để mọi người kiểm tra mọi người nhao nhao tiến lên kiểm tra sau khi xác nhận không có sai sót hai tên đệ tử khí vân tông lại đem tất cả các que gỗ gom lại lấy một tấm vào che lại làm xáo trộn chỉ lộ ra đuôi thăm ở bên ngoài để mọi người rút ra. Để biểu thị tính công bằng, Thái Thúc Sơn Hải để mọi người rút trước, cây còn lạ sau cùng coi như là của ông ta. Chỉ có điều có quy định, không được thi pháp điều tra, nhanh chóng rút ra, tiến lên rút trực tiếp, rút được gì thì là cái đó, không được lề mề. Mọi người lần lượt tiến lên rút thăm, lúc đến lượt nghiêu hữu đạo, cũng giống như mọi người, khi đi qua cúi người rút một cây liền đi. Đờ ra lật chữ trên mặt thăm lên xem, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng cười của Hồng Cái Thiên, lão đệ đúng thật là có duyên với tán tu vận may khá được cũng không tính là tệ nghiêu hữu đạo mỉm cười mặt thăm trên tay hắn chính là hai chữ tán tu quay đầu nói thấy ngươi cười vui vẻ như vậy rõ ràng là vận may tốt hơn chẳng lẽ rút được thiên hạ tiền trang rồi lão đệ quả nhiên là thông minh không cái thiên ha ha cười lớn nắm mặt lá thăm trong tay cho hắn xem không ngoài dự đoán quả nhiên là hai chữ tiền trang không chỉ cho nghiêu hữu đạo xem gã còn đắc ý bày ra chuyển cho tất cả mọi người xem những người rút được các bộ có không ít người thở dài tuyệt vọng cũng không biết tương lai là phúc hay là họa thái thúc sơn hải nhặt thăm cuối cùng lên cũng thở dài chỉ có điều cũng chấp nhận nói với mọi người ngày mai khi giao nộp mọi người để lại tên ở trên thăm trực tiếp giao thăm này lên là được cứ như vậy đi có người mất hứng nói một câu rồi rời đi hiển nhiên là tâm tình không được tốt lắm có người rời đi có người lại có người tụ tập tại chỗ nói chuyện trở về trong phòng được biết nghiêu hữu đạo rút được tán tu tần quan và kha định kiệt vẫn rất hưng phấn kha định kiệt vui mừng nói tán tu cũng được có lẽ sẽ không liên lụy đến quá nhiều tranh chấp tần quan hỏi nghiêu hữu đạo trưởng lão rút được tán tu rồi có phải có ý là chúng ta nhất nhanh sẽ được rời khỏi thánh cảnh không nghiêu hữu đạo đi đến bên ghế ngồi xuống lật que gỗ trên tay mỉm cười nói không rõ vẫn chưa biết được nên tham gia giám sát như thế nào có lẽ là vậy tần quan cười nói thánh cảnh đâu ra tán tu nhất định là phải rời khỏi. Đúng vậy, Kha Định Kiệt liên tục gật đầu, nghĩ đến sắp rời khỏi, hai người đều rất vui mừng, đừng nói là luôn bị nhốt ở đây rất khó chịu, ở lại thánh cảnh gặp ai cũng đều giống như cháu trai, hơi không để ý chút phạm vào quy củ, thế lực của tử kim động không vươn tới đây nổi để chiếu cố, thực sự là không muốn ở lại nơi này. Trời bắt đầu tới, một đêm cứ như vậy trôi qua. Buổi sáng ngày kế tiếp, Thường Thanh Sơn đưa bữa sáng đến, vẫn như cũ là như Hữu Đạo đứng ở cửa tiếp ứng. Khi ghiếp nhận đồ ăn, thường Thanh Sơn thấp giọng nhắc nhở một câu, đinh vệ nửa đêm hôm qua đến, hôm nay muốn đích thân chủ chỉ việc phân định. Như hữu đạo nói thầm gì đó với hắn ta một hồi lâu, hai người mới một đi một về. Ăn xong bữa sơ sáng, sau khi đầu tần quan và kha định kiệt ra, như hữu đạo mới lấy que gỗ kia ra, thì pháp xóa sạch hai chữ tán tu bên trên, đầu ngón tay tụ khí thành cương, loạch xoạch viết xuống hai chữ tiền trang, bên dưới phủ lên ba chữ tử kim động. Thổi thổi, que gỗ thuận tay nhét vào trong áo tên nghiêu hữu đạo kia quả thật là phách lối sao vậy bọn họ bày ra cái gì mà rút thăm nghiêu hữu đạo rút được từ bộ phụ trách tán tu lúc chúng ta đưa cơm nghe hắn tuyên bố với hai tên đệ tử tử kim động sau khi rời khỏi thánh cảnh dựa vào thế lực bên ngoài của hắn không ai làm gì hắn được huyền diệu dẫn hai người đi ngang qua bên dưới hành lang lầu các hơi rừng bước sau khi nghe thấy cuộc trò chuyện nơi góc rẽ hừ lạnh một tiếng lại tiếp tục nhanh chân bước đi chờ một lúc hai người nói chuyện từ góc rẽ đi ra lại lẩm bẩm như cũ, một người trong đó là Thường Thanh Sơn, hơi quay đầu nhìn phía Huyền Diệu biến mất. Mặt trời dâng lên cao, người của các phái bị vây ở trong viện lại lần nữa được tụ tập, vẫn như cũ là lầu nội đường rộng rãi kia. Dựa theo vị trí trước đây, sau khi từng người ngồi xuống, đều lặng lặng chờ đợi. Đợi một hồi lâu, đinh vệ đến, tùy tùng hoàng ban đi vào, mọi người cũng đứng lên hành lễ. Lúc hành lễ, Lưu Hiếu đạo nhìn Huyền Diệu đứng trang nghiêm ở ngoài cửa, kết quả phát hiện Huyền Diệu cũng đang lặng lẽ nhìn mình sau khi đinh vệ ra hiệu mọi người ngồi xuống nói ngay vào điểm chính nghe nói hôm qua các vị bầy rút thắm đều quyết định xong nơi bản thân đi hiện trường yên lặng không ai lên tiếng hồng cái thiên đáp lại một câu đúng vậy đinh vệ nếu đã suy nghĩ xong rồi cũng không nhiều lời thêm nữa bút mực giấy nhiên cho bọn họ để bọn họ viết lại thái thúc sơn hải chợt lên tiếng đinh tiên sinh không cần phiền như thế chúng ta đều viết xong hết trên thăm rồi trực tiếp nộp lên là được trong tay dương ra một cây que gỗ ồ oh, đinh vệ gật đầu cũng được đều nộp lên đây hết đi vươn tay gõ gõ lên mặt bàn ra hiệu để lên mặt bàn thái thúc sơn hải là người đầu tiên đi ra bước đến trước bàn để que gỗ xuống tiếp đến từng người một nộp lên đợi đến lúc hồng cái thiên nhìn thấy que gỗ trên mặt bàn ít nhiều sửng sốt một chút phát hiện mặt thăm của mọi người đều móc ngược mỗi người một phong cách riêng mặt thăm để hướng lên trên hai chữ tiền trang rất là rõ ràng mọi người đều nộp lên cả rồi 28 cây thăm xếp thành hàng, Đinh Vệ vươn tay lật cây thăm lại xem, phát hiện bên trên là hai chữ tiền trang, bỏ xuống lại lật, lại là hai chữ tiền trang, lại lật tiếp cũng vậy. Hắn ta lật toàn bộ 28 cây thăm, nét chữ mặt thăm tuy không giống, cho biết hương đi toàn bộ đều là tiền trang, đều không ngoại lệ. Đinh Vệ đối với việc này rất là bất ngờ, hoài nghi bản thân có phải nhìn nhầm rồi hay không, ngồi thẳng mình nghiêng về phía trước, thăm dò xem phương hướng đi trên mặt thăm xem qua xem lại hai lần, không sai. 28 cây thăm ghi rõ đi tiền trang, không có ngoại lệ. Nhìn chằm chằm thăm trên bàn, lại nhìn nhìn đám người ngồi bên dưới, lặp đi lặp lại như thế, vẻ mặt của đinh vệ có hơi lì quái. Người các phái nhận ra phản ứng của đinh vệ không bình thường. Sau khi thân thể nghiêng ngồi thẳng lại, đinh vệ lên tiếng, đây chính là kết quả quyết định rút thăm của các ngươi. Là do ta nhìn nhầm rồi hay sao? Hoàng Ban, người tới đây trưởng trưởng nhãn, chương 1533, một đám khốn nạn hoàng ban đứng khoanh tay ở một bên nghe vậy xoay người đi tới trước bàn cuối người nhìn phương hướng đi ghi trên thăm lần đầu tiên nhìn liền sửng sốt một lúc sau đó tầm nhìn cũng quét qua sau khi lặp đi lặp lại xác nhận cũng quay đầu liếc nhìn mọi người cũng nhịn không được hỏi một câu đây chính là quyết định rút thăm của ngươi không cái thiên đáp lại không sai không cái thiên quay người đối mặt với đám người chỉ một loạt thăm trên bàn các người cũng thật là nhàn rỗi không không việc làm như vậy cũng cần phải rút thăm hay sao các ngươi đang làm cái trò quỷ gì thế Đinh vệ nhấc tay vẫy tay với một bên, tỏ ý hắn ta lui xuống, hoàng ban hơi cúi người, lại lui ra một bên. Đinh vệ nhìn chằm chằm thăm trên bàn, đám người ngồi bên dưới thì cẩn thận quan sát phản ứng của Đinh vệ. Sau một hồi lâu, Đinh vệ từ tốn nói, "Tiền trang." Xem ra mọi người đối với tiền trang đều rất hứng thú, cũng phải, của cải thiên hạ cơ hồ đều lưu thông ở thiên hạ tiền trang. "Ta nói các vị, các vị đây là chuẩn bị đi cướp tiền hay là dự định đi vét tiền?" tiền của thiên hạ tiền trang dễ dàng đến tay như thế sao? Làm xăng tiền tài của tiền trang là mất mạng đấy. Hiện trường một mảng yên tĩnh, đệ tử các phái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dường như không hiểu được lời đinh vệ nói có ý gì. Mà trưởng lão các phái phần lớn đều có chút chột dạ, lặng lẽ quan sát phản ứng của những người bên trái bên phải. Không cái thiên nhịn không được nói một câu, không biết lời này của đinh tiên sinh phải hiểu như thế nào, tiền trang không phải là đang cho phép tham gia trên danh sách hay sao. Đinh Vệ đúng thật cho phép tham gia trên danh sách không sai, cũng không thể tập hợp toàn bộ đều đi tiền trang chứ? Các Thánh tôn là để các ngươi vào bộ phiêu miếu các giám sát, các ngươi tụ tập chạy đi thiên hạ tiền trang là có ý gì? Điều tra sổ sách kẽ hở của thiên hạ tiền trang lớn đến cỡ nào? Nhiều người như vậy chạy đi kiểm tra sổ sách, tụ tập không cái thiên kinh ngạc. Tiếp tục giải thích, hai người tám que thăm, chỉ có hai que là đi thiên hạ tiền trang, làm sao có thể tụ tập? Hai que, Đinh Vệ nhíu mày. Ánh mắt lướt qua trưởng lão các phái ngồi ở phía trước, rõ ràng có chút trột dạ. Đại khái hiểu được tình hình như thế nào, hừ một tiếng nói chỉ có hai cây là đi tiền trang sao? Tại sao ta lại thấy là hai mươi tám que thăm đều là đi tiền trang? Ta sống uổng phí nhiều năm như vậy lại không biết chữ hay sao? Tha thứ cho ta mắt không tốt, đây là hai que sao? Đừng nói là ta xử sự bất công, cũng đừng nói là sau sự việc ta lại dở trò gì, các người tự mình đến nhìn xem. Không cái thiên là người đầu tiên nhịn không được vội vàng rời khỏi hàng, chạy đến trước bàn xem xét, vừa nhìn liền trợn tròn mắt, lại nhìn kỹ, giống như nhau hai chữ tiền trang, 28 que thăm không một ngoại lệ. Toàn bộ đều là tiền trang, các đệ tử đều đồng loạt nhìn về phía trưởng lão của bổn phái, có như là coi như là lĩnh giáo sự không thành thật của trưởng lão bổn phái. Các trưởng lão cũng rất bất ngờ, cho dù bản thân đã dở thủ đoạn gì, cũng nhao nhao đứng dậy đi tới xem, sau khi xem đều đổ đầy mồ hôi, phát hiện ý kiến này không khỏi quá nhất trí rồi, lại từng người xám xịt mặt mũi quay về vị trí của mình ngồi xếp bằng xuống. Pháp không trách chúng, nếu như mọi người đều như vậy, ở một mức độ nào đó, ngược lại khiến người khác an tâm, cũng khiến cho người thản nhiên. Như hữu đạo quay trở về vị trí của mình, phát hiện trưởng lão các phái ở hiện trường cũng không ai tốt đẹp gì. Hắn đổi thăm không phải là muốn đi nơi tốt lành gì, chỉ là muốn ở trong thánh cảnh tư cách, không nghĩ đến mọi người đều làm như vậy. Hắn có nghĩ đến sẽ có một số người không tuân thủ quy định, chỉ là không ngờ đến tất cả mọi người đều không tuân thủ quy định, các phái phái trưởng lão đến dẫn đội thật là không một ai thật thà, đều không phải ăn chay. Hắn không thể không cảm thấy bản thân may mắn đã vì sự ổn thỏa mà chuẩn bị chuẩn bị trước, bằng không một đám người đùa như vậy, kiểu gì cũng bị đùa đến hỏng việc. Từ phản ứng của trưởng lão các phái, đệ tử các phái coi như là xác nhận được, tình hình có lẽ thật sự giống như đinh vệ nói, đệ tử các phái lần này xem như được mở rộng tầm mắt. Bây giờ nhớ lại tình hình náo nhiệt lúc giúp thăm ngày hôm qua, đó gọi là giả ư, giả giống như thật vậy, chỉ cần có cơ hội, các trưởng lão lập tức dở thủ đoạn, rốt cuộc chẳng một ai, đều muốn lấy bốc thăm làm danh nghĩa, trói mù mắt người khác, bản thân thừa cơ lén lút. Đương nhiên, sẽ không ai trách cứ trưởng lão nhà mình, trưởng lão không chỉ là vì bản thân mình, mà cũng vì bọn họ, càng là vì tốt cho tông môn của họ. Cũng chính bởi vì có đại nghĩa như vậy ở phía trước, khi mà trong lòng trưởng lão các phái xuất hiện ý nghĩ xấu xa sẽ không ai cảm thấy áy náy, một khi sự việc thành thì chính là công lao đám người này thật sự thú vị. Khóe miệng của đinh vệ mang theo vẻ chế diếu, cười như không cười dò xét đám người, chậm chậm tựa lưng lên ghế, thờ ơ nhìn hai người đứng trước bàn, hai người chậm chạp không chịu rời đi, phát hiện sắc mặt hai người rất khó coi, hồng cái thiên của Nam Hải và tề bích tang của thiên nữ giáo. Không phải là hai que thăm đi tiền trang hay sao? Đinh vệ phỏng đoán đây có lẽ là hai vị chính chủ thật sự rút được thăm, lúc này lại thành khổ chủ, đoán chừng là một bụng khổ tâm không biết làm sao. Phán đoán của y không sai, hồng cái thiên và tề bích tăng chính là chính chỉ rút được thăm đi tiền trang lúc này đối mặt với một đống đồ giả mạo trong lòng hai người phẫn nộ hôm qua sau khi rút được thăm còn rất là vui mừng trước mắt bao người mọi người đều nhìn thấy tất cả mọi người đều có thể chứng minh không cho rằng có người giả mạo mấu chốt là bản thân cũng được như ý rồi cũng không nghĩ đến việc không chính đáng đó bản thân có giỏi đương nhiên sẽ không nghĩ đến những người không được hai người bây giờ mới phát hiện bản thân quá ngây thơ rồi đen a à thật sự là không chỉ đen bình thường, xung qua bản thân hoàn toàn là một mảng đen, đen đến khiến người khác giận sôi. Hiện trường sau một lúc yên lặng, Đinh Vệ nói, đây chính là kết quả các ngươi sau ba ngày suy nghĩ sao? Cho các ngươi ba ngày là để suy nghĩ ra kết quả này hay sao? Còn rút thăm, loại thăm này các ngươi cũng có thể có chung nhận thức, rút nổi sao? Ý chào châm biếm vô cùng rõ ràng, một đám trưởng lão đang ngồi không lên tiếng, từng người một gắng chịu nhục, dù sao ra mặt đều dày. Hồng cái thiên mặt đen thui kéo căng nối hai quyền, đột nhiên quay người, chỉ một đám người nổi giận nói, một đám khốn nạn, các ngươi có ý gì? Tề bích Cẩm cũng chậm chậm quay người nhìn đám người, sắc mặt khá khó coi. Đến bây giờ, hai người há có thể không biết ý đồ của một đám chó chết, thăm đi tiền trang chỉ có hai que, mọi người ở tại chỗ cũng đã đồng ý, bị hai người họ rút được rồi, cũng chẳng ai tiện nói gì, mục đích của việc đổi thăm rất đơn giản, để tiền trang nhiều một chút, số lượng một khi nhiều thêm, danh ngạch đi tiền TANG sẽ phải bị điều chỉnh lại, đến khi đó cho dù bị phiêu miếu các điều chỉnh, cũng chưa chắc sẽ điều chỉnh đến mình. Không điều chỉnh đến mình, vậy chính là kiếm được rồi. Nếu mà không may bị điều chỉnh, cũng chẳng sao, dù sao bản thân vốn dĩ đã rút phải cái không tốt rồi. Cuộc mua bán kiếm bộn không lỗ, chỉ có kẻ ngốc mới không làm. Đều cho rằng số ít người sẽ làm việc này, đều không ngờ đến mọi người cũng sẽ làm như vậy. Số ít người làm như vậy, sẽ không bị lộ ra, đến khi đấu sau khi kết quả phiêu miếu các điều chỉnh được đưa ra, bị oan cũng là do phiêu miếu các gánh, ai dám có ý kiến gì. Sẽ không có người truy cứu, hai người đương nhiên biết mình bị gài bẫy rồi, danh ngạch tiền trang nhiều thêm sẽ bị điều chỉnh, một khi nhiều người, hai người chính chủ bọn họ rút được ngược lại có khả năng bị điều đi. chương 1534, mắc phải bẫy của lão yêu hầu một Hoàng Ban đứng một bên cũng nhìn ra được, cũng phát hiện một đám người ở trước mắt không có kẻ nào tốt, từng người một, cư nhiên dám để phiêu miếu các triệu tiếng xấu thay. Nếu như đều là người tốt hắn ta ngược lại yên tâm rồi, chính bởi vì đều không phải người hiền lành gì, hắn ta có chút lo lắng mơ hồ, để những người này gia nhập phiêu miếu các, vì để tự bảo vệ mình, có chuyện gì mà đám người này không dám làm, đám người này so với những tu sĩ không có kinh nghiệm khó đối phó hơn nhiều, đều là những tên giảo hoạt của các phái, ít nhấy đều có năng lực tự bảo vệ nhất định. Cả đám đều câm hay sao? các ngươi tự xem lại lương tâm của bản thân xem bị chó tha hết cả rồi hay sao xúc sinh hồng cái thiên giận không kềm được bị phẫn thức giận mắng người bị mắng ngược lại chẳng ai lên tiếng mặc cho gã mắng thấy người này mắng không ngừng nghỉ hoàng bang vừa định lên tiếng quát bảo ngưng chửi rủa đinh vệ ừng như đoán được đưa tay ra hiện ngăn cản hoàng ban liếc nhìn y đại khái hiểu được ý của y để hồng cái thiên mắng những tên không biết xấu hổ này nhiều thêm một chút cũng chẳng sao liền bỏ mặc để hồng cái thiên tiếp tục nhưng mà hiệu quả mắng chửi không lớn, thậm chí là không có hiệu quả, kẻ bị mắng, có người ngẩng đầu nhìn nóc nhà, có kẻ cúi đầu đùa nghịch ngón tay, có tên trầm chậm, chậm vuốt tay áo của mình, có tên dứt khoát bình chân như vậy nhắm mắt dưỡng thần. Mọi người đã nói là rút thắm, việc đáp ứng lại lén lút sở trò, các người có còn là nam nhân nữa hay không? Tề Bích Tăng cũng đang giúp Hồng Cái Thiên, Đinh Tề đợi một lúc lâu, hôm nay cũng coi như lính giáo được đám không cần mặt mũi nìa, phát hiện chỉ cần không uy hiếp đến đám người này, mắng như thế nào cũng vô dụng, y cũng không thể vì chuyện này mà xử lý tất cả mọi người, không cần thiết phải tiếp tục lãng phú thời gian, lên tiếng nói, đều quay trở về chỗ ngồi đi. Tề Bích Tăng chắp tay xoay người nói, xin Đinh Tiên sinh chủ trì công đạo. Đinh vệ, bảo các người quay trở về chỗ ngồi không nghe thấy sao. Không Cái Thiên và Tề Bích Tăng không cam lòng, nhưng không thể không nghe theo, xoay người vẻ mặt đoán hận quét mắt nhìn đám người, rất không cam lòng mà quay trở về chỗ ngồi của mình. Sau khi yên tĩnh trở lại, đinh vệ nói que gỗ này là ai chế tạo giúp thăm này là ai chủ trì không cái thiên lập tức chỉ về phía người nào đó phẫn nộ nói là thái thúc sơn hải thái thúc sơn hải bị làm cho có chút căng thẳng đứng dậy chắp tay hành lễ với đinh vệ coi như là nhận rồi đinh vệ cười nhạo một tiếng ngươi cũng được lắm thăm là ngươi làm giúp thăm cũng là ngươi chủ trì kết quả là người chủ sự ngươi cũng dẫn đầu không tuân thủ quy củ thái thúc sơn hải không phản bác được hối hận sớm biết như vậy đã không tranh thò đầu ra rồi nhưng đây cũng là bệnh cũ của khí vận tông, khi tụ tập trung với các phái, phàm là chuyện gì cũng muốn thể hiện cao hơn những người khác một bậc, tranh cường háo thắng qua mức. Một tay đinh vệ để trên bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên bàn, ánh mắt lạnh lẽo dò xét mọi người, thời gian suy nghĩ bê ngày đã rất là dư dã tình hình mọi người cũng đều thấy cả rồi, cho mọi người thời gian lựa chọn, là mọi người tự mình khó mà đưa ra quyết định, nếu đã như vậy, chỉ đành để phiêu miếu các làm giúp. Nói rồi trực tiếp đứng dậy đi thẳng không xử lý việc một đám người dở trò với việc giúp thăm. Hoàng Ban sau đó sai người dẫn người của các phái quay trở về, bản thân thì đi theo đinh vệ. Quay trở về phòng của mình ở thủ khuyết Sơn Tranh Ninh, đi vệ đi đến chủ vị ngồi xuống dặn dò một câu, Hoàng Ban, việc người của các phái chia ra đi các bộ, người và huyền diệu thương lượng mà làm, bên phía Thánh Tôn đang đợi câu trả lời, các ngươi nhanh một chút, trước lúc chạng vạng tối ta muốn thấy được kết quả. Vâng, Hoàng Ban đáp lại. Huyền Diệu đang ở bên cạnh trêu gẹo nói: "Từ sớm đã biết đám người này sẽ lựa chọn như vậy, từ khi bắt đầu nên để chúng ta xử lý, cũng đỡ phải tốn thời gian." Hoàng Ban buông tiếng thở dài, "Tiên sinh cũng là bất đắc dĩ, thời gian tuy là lãng phí, ít nhất cũng có thể ăn nói với bên trên, là các phái tự mình làm loạn, chúng ta chỉ đành tự mình sắp xếp, chứng minh chúng ta không có ý khác." Huyền Diệu khẽ gật đầu, lại tiếp tục hỏi đinh vệ: "Tiên sinh, phân chia người các phái, ngài có cần phải nhắc nhở chúng ta chú ý gì không?" sau một lúc đinh vệ hơi trầm mắt nắm chắc một điểm cố gắng hết sức đừng để nơi mà người các phái đi trùng lập với phạm vi thế lực môn phái của họ là được hai người hiểu ý của y cùng chắp tay đáp lại vâng còn có hồng cái thiên và tề bích tăng kia nếu đã rút được đi tiền trang thì để bọn họ đi đi đừng để người thành thật chịu thiệt thòi bản thân đinh vệ nói xong cũng không nhịn được cười hai người kia đối mặt với tình hình xấu hổ thực sự là khiến người khác buồn cười huyền diệu và hoàng ban cũng nhịn không được vui vẻ lên có thể nói là lắc đầu không thôi, hoàng ban thở dài nói, rút thăm có thể rút ra chuyện như vậy, quả thực là chưa từng thấy qua, thực sự hoang đường. Huyền diệu, tiên sinh, hai người này cũng không chưa chắc là thành thật, chỉ là bọn họ vừa khéo rút chúng mà thôi. Nếu hai người không rút chúng, ta đoán chừng lựa chọn của hai người cũng không tốt tới đâu, tám chín phần người cũng dở thủ đoạn giống những người khác. Đinh vệ, người có tính toán khác đối với những người đi tiền trang. Huyền diệu vội khua tay, không có, ta chỉ nói vậy, cứ theo lời tiên sinh nói, cũng có thể coi là giúp được người khác hoàn thành ước vọng, chỉ ít cũng thể hiện được sự công bằng của tiên sinh. Tôi tán thành cách sắp xếp này của tiên sinh, hoàng ban ừm một tiếng, cũng gật đầu tán thành, các ngươi đứng lại cho ta, không cái thiên quay trở về trong biệt viện, đối mặt với một đám người muốn tản về phòng, gầm thét một tiếng. Trên đường bị người của phiêu miếu các áp giải trở về, không tiện ẩm ý gì, bằng không bị hiềm nghi làm loạn, lúc này tâm tình muốn tình sổ có thể nghĩ mà biết được nhưng mà có quỷ mới để ý đến hắn, quay đầu liếc nhìn một cái, liền tự mình quay về phòng mình, sao có thể dài dòng với gã, đuối lý, cũng chẳng có gì để mà giải thích. Các ngươi, không cái thiện trợn mắt nhìn xung quanh, có chút không biết nên bắt người nào mới phải, cũng không thể ra tay ở đây được, gã cũng không dám. Hai tên tu sĩ đi theo ở hai bên mặt mũi cũng tràn đầy bi phẫn. Tìm không được người khác, chỉ có thể tìm người của mình, chuyện như vậy người của mình cũng lừa người của mình càng khiến người khác tức giận. Hồng Cái Thiên giận không chỗ phát tiết trực tiếp theo tới phòng của Phù Hoa, chỉ vào mũi Phù Hoa mà chửi rủa thẩm tệ, "Phù Hoa, việc thương lượng xong rồi vì sao lại không tính? Chúng ta cùng là thế lực của tứ hải, lúc này nên cùng nhau hợp tác, vì sao lại lừa ta?" Phù Hoa lắc eo, hai tay mở ra, "Ta cũng không cách nào khác, ngươi cũng không nghĩ thử xem, mọi người đều lựa chọn Thiên Hạ Tiền Trang, nếu như ta thật tha làm theo, há chẳng phải là một chọn một chuẩn rồi hay sao?" Nói đưa đẩy liên tục, hiển thị rõ ưu thế nữ nhân không cần mặt mũi trực tiếp đẩy hồng cái thiên ra cửa cạch cửa vừa đóng sống chết không mở cửa Hồng cái thiên đập cửa vài cái lại không dám học vạn thú môn phá cửa chửi rủa vài câu liền rời đi trưởng lão đi bên phía tán tu bên kia cũng được ngày cần gì phải sửa thăm chứ tần quan đi theo nhưu hiếu đạo vào phòng thở dài vẻ mặt sớm biết như vậy sao ban đầu còn ra dáng vẻ như thế nhưu hiếu đạo ngửa mặt lên trời thở dài ai ngờ đến sẽ náo ra kết quả này Trường lão, tam đương ra Nam Hải đến rồi. Kha Định Kiệt nhìn quanh cổng chờ chợt quay đầu nhắc nhở người trong phòng một tiếng. Ây, Nghiêu Hữu U đạo sửng sốt một chút, sau đó liền liên tục khua tay nói, đóng cửa, đóng cửa, mau đóng cửa. Trường 1535, mắc phải bẫy của lão yêu hầu hai. Kha Định Kiệt lập tức chuồn vào trong nhà, nhanh chóng đóng cửa, ai ngờ đến ngoài cửa nhanh chóng chen vào một cái chân, ba. Có người một chân cắm vào chỗ khép cửa phòng, khiến cho cánh cửa không cách nào khép lại, Kha Định Kiệt cũng không thể chặt cái chân kia. Như Hữu Đạo nhìn thấy cái chân bị kẹt ở cửa kia, vẻ mặt run rẩy, chợt quát, Kha Định Kiệt, đang yên đang lạnh đóng cửa làm chi, có ai đối đãi khách giống như ngươi không? Còn không mau chóng mở cửa ra. Kha Định Kiệt đối với việc bị mang tiếng xấu thay này không có ý kiến gì, có thể hiểu được sự khó xử của như trưởng lão. Kết quả chưa đợi hắn ta buông ra, người ngoài cửa đã ra sức đẩy cửa ra, hồng cái thiên cương ép đẩy cửa chui vào. Kha Định Kiệt tranh thủ lùi qua một bên, đứng chung một chỗ với tần quan, khóe mắt hai người chạm nhau một cái, biết nhiêu trưởng lão lần này phải lúng túng rồi. trong lòng hai người cũng thổn thức không thôi. nhiêu trưởng lão và người này thế nhưng là huynh đệ kết bài a, ai hãm hại người này cũng được, nhiêu trưởng lão hãm hại người này lại có chút không còn gì để nói. đại ca, người sao lại tới rồi? nhiêu hữu đạo tiến lên nhiệt tình ninh đón, dù là da mặt dày, lúc này cũng khó có thể che giấu được biểu tình xấu hổ trong nụ cười, cảm giác vừa vặn bị bắt ngay tại trận không dễ chịu gì. Hồng Cái Thiên đẩy cánh tay vươn tới của Ngưu Hữu Đạo ra, chỉ mặt Ngưu Hữu Đạo, bi phẫn nói, lão đệ a à, lão đệ, tôi vẫn cho rằng ngươi là người trọng tình nghĩa, thật không ngờ đến ngươi là loại người này. Ha ha, đại ca, chúng ta có chuyện gì ngồi xuống từ từ nói, tới tới tới, mời ngồi. Ngưu Hữu Đạo kéo cánh tay gã, nhiệt tình mời gã đến bên bàn trà ngồi. Cánh tay Hồng Cái Thiên vung lên, không thuận theo lực của hắn, xoay người đi đến bên cạnh giường ngồi xuống, trực tiếp ngồi ở trên giường của Ngưu Hữu Đạo, lại chỉ nghiêu hiếu đạo thở hồng hộc chất vấn người khác hãm hại ta ta có thể hiểu được người huynh đệ kết nghĩa của ta ngươi làm như vậy không thấy có lỗi với ta sao nghiêu hữu đạo ở một bên cười lúng túng cũng thật sự không biết phải giải thích như thế nào có nỗi khổ không nói được hắn thật sự không nghĩ đến mọi người đều sẽ lựa chọn đi tiền trang cho dù chỉ có một nửa số người đi cũng không đến nỗi ở ngay tại chỗ bộc phát ra ngoài ít nhất vẫn còn có những que gỗ không đi có thể che giấu một chút toàn bộ đều lựa chọn đi làm cho hắn muốn trốn cũng không chỗ nào để trốn, muốn phủ nhận bản thân không có đổi thăm cũng không được. Hắn thật sự không có ý hãm hại Hồng Cái Thiên, hắn cũng chưa từng làm qua việc hãm hại huynh đệ của mình, chỉ là nguyên nhân thật sự hắn không cách nào nói cho Hồng Cái Thiên, nhưng không phải khổ mà không nói được sao, chỉ có thể thành thành thật thật để đối phương phát tiết một trận. Đánh giá thấp năng lực phản ứng bị bước ra khi đối mặt với nguy hiểm của một đám trưởng lão, lần này hắn coi như là bị mốt đám người lừa không còn cách nào khác. Lão đệ à, ngươi cũng thật khiến ta thất vọng rồi lão đệ ngươi tự mình nói xem chủ ý giúp thăm có phải là người đề ra hay không chủ ý tự mình ngươi đề ra bản thân ngươi không giữ lời còn hại ta ngươi nói xem có coi được không ngươi nói thực ra có phải là từ khi bắt đầu ngươi đã định lợi dụng chúng ta giúp thăm chỉ là cái cớ chỉ là muốn ấn chặt tất cả những người khác sau đó cho bản thân cơ hội đục nước béo cỏ đợi đến sau khi phiêu miếu các điều chỉnh danh sách thần không biết quỷ không hay mà đạt được mục đích của mình không ngờ đến phải không, không ngờ đến không kẻ nào tốt khiến người bị lộ chứ gì. Người khác hại ta thì cũng thôi đi, chúng ta là huynh đệ kết bái, lương tâm của ngươi đâu. Lương tâm của ngươi đâu rồi, như hữu đạo khoanh tay nghe, khi bắt đầu trên mặt vẫn còn nụ cười, dần dần, nụ cười tắt ngúm, phát hiện người trước mắt này vẫn còn chưa xong. Nhịn một chút, nhịn đến cùng coi như có thể thấy được, không làm gì được người khác, toàn bộ lời nói nhảm đều đổ lên người hắn. Nhịn đến cuối cùng thấy vị này không có ý kết thúc, Lông mày nhíu lại, nói lại một câu, "Ta nói này Hồng Cái Thiên, ngươi nói xong hết hay chưa?" Hồng Cái Thiên rề dà đứng dậy, trừng lớn hai mắt, vẻ mặt vô cùng phẫn nội, "Ngươi làm cái gì? Ngươi đã làm chuyện mất lương tâm, ca ca ta đây còn không thể nói được ngươi nữa phải không?" Nưu Hữu đạo lập tức đối chọi gay gắt, "Đừng có cho thể diện mà không cần, lương tâm à. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta không có lương tâm. Lần này coi như ta ta sai rồi, thì sao, ngươi cũng không chịu thiệt thòi gì?" cùng lắm thì coi như là không được như ý nguyện. chuyện phía sau chẳng ai nói rõ được, ai dám đảm bảo được rằng đi được tiền trang thì nhất định là chuyện tốt. sao ngươi không thử hỏi lương tâm mình chuyện ngươi đã làm với ta? hoang trạch tử địa, người bán đứng ta, thiếu chút nữa đã hại chết ta, ta có nói gì ngươi không? ngươi chỉ là không được như ý nguyện mà thôi, so sánh với việc ngươi thiếu chút nữa đã hại chết ta, ai quá đáng hơn? nói rồi kéo dánh tay của hồng cái tiên túm ra ngoài, chúng ta đi tìm phù dung bọn họ phân xử thử hỏi thử bọn họ giữa chúng ta ai quá đáng hơn không cái thiên cử động không đi vào lúc này bọn họ nhất định nói lý lẽ giúp ngươi nghiêu hữu đạo lại kéo ta thấy là ngươi đối lý rồi không cái thiên kháng cự lại được rồi ta không nhắc chuyện này nữa được chưa trước đây là ta không hợp đạo lý hôm nay là ngươi không hợp đạo lý từ nay về sau giữa chúng ta không ai nợ ai hòa nhay không nhắc lại nữa được không nghiêu hữu đạo lúc này mới bong lỏng tay gã được xóa bỏ toàn bộ hai, hồng cái thiên ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, dáng vẻ gặp người không quen, vất áo rời đi. Cuối cùng thanh tĩnh, như hiếu đạo lầm bẩm một tiếng, nếu đã gặp phải việc hiếm thấy này, coi như lão tử xui xẻo. Hắn vốn đã không có ý hãm hại hồng cái thiên, hắn chỉ là muốn đi tới nơi nhiều người, bởi vì hắn biết bản thân đắc tội phiêu miếu các 89 phần người sẽ thành đối tượng bị phiêu miếu các điều chỉnh, chủ động muốn đi tiền trang cũng không tác dụng. Cứ phải đụng phải đám người, mà hắn lại cứ là huynh đệ kết bái của Hồng Cái Thiên, trở thành đối tượng bắt được không buông của Hồng Cái Thiên, bị Hồng Cái Thiên rông dài một trận. Nghĩ đến này, mặt hắn chợt biến sắc, không hay rồi. Tần Quan và Kha Định Kiệt đồng thanh, làm sao vậy? Nhiêu Hữu Đạo đột nhiên quay đầu nhìn ta cửa, vẻ mặt co rúm, nghĩ đến tình hình rông dài không ngừng ban nãy kia của Hồng Cái Thiên, Hồng Cái Thiên biết rõ chuyện này tranh luận không rõ, lại giống như người phụ nữ lề mề chậm chạp không dứt, cứ phải nói hắn không có lương tâm, ép hắn nói ra chuyện của hoang cổ chi địa. Hồng Cái Thiên biết không chiếm được tiện nghi, còn rông dài không ngừng, rõ ràng là muốn nhân cơ hội đem việc này xóa bỏ việc gã bán đứng hắn ở hoang cổ chi địa. Trả trách lập tức thuận gió đổ buồm, vui vẻ xóa bỏ mọi việc. Nghiêu Hữu đạo không giả thích gì với tần quan và kha định kiệt, chỉ là cắn cắn răng, giọng căm hận nói, bị chơi xỏ rồi. Mẹ nói, lão tử mắc bẫy của lão yêu hầu này rồi. Sáng ngày hôm sau, người các phái lần nữa bị triệu tập ở lâu nội đường rộng rãi, lần này đinh vệ không xuất hiện, hôm qua sau khi thẩm duyệt qua danh sách định ra liền rời khỏi, hôm nay do Hoàng Ban Đích Thân tuyên bố danh sách các phái đi các bộ của phiêu miếu các. Sau khi danh sách tuyên bố xong, tranh tờ trên tay Hoàng Ban đóng lại, ánh mắt nhìn quanh, hỏi đều đã nhớ rõ hết chưa? Nếu không có ý kiến gì đặc biệt thì cứ quyết định vậy đi. Phấn lớn mọi người trầm mặc, có thể có ý kiến gì đặc biệt sao? Hồng cái thiên ha ha cười lớn, không có ý kiến gì, không có ý kiến gì. Tề Bích Tăng cũng cười nói, Đinh Thiên sinh anh minh, Trước đó hai người không hề nghĩ đến kết quả này, không nghĩ đến phiêu miểu các sẽ mở rộng chính nghĩa, nhìn ra hai người bị lỗ vốn nên chỉ hai người đến thiên hạ tiền trang. chương 1536, yêu hồ ti. Hai người tất nhiên là vui mừng, còn người khác thì mặt u sầu, không thể không đối mặt với tương lai còn chưa biết trước kia. Cuối cùng, Hoàng Ban dặn dò, sự việc đã quyết định như vậy rồi, mọi người trở về chuẩn bị một chút đi. Đinh Tiên Sinh đã phát hiệu lệnh đến người của các bộ, sau khi bọn họ nhận được tin tức, sẽ lần lượt phái người đến tiếp ứng các người. Về sau, một đám người mặt ủ mày trao trở về. Vừa về đến viện, những người thường hay ở chung với nhau lập tức chui vào phòng nghiêu hữu đạo, an ủi hắn. Trong giới tu hành, thật ra người của các phái có rất ít cơ hội được sống chung với nhau lâu như vậy. Ở với nhau lâu, mức độ thân mật lại càng nhiều hơn. Mọi người phát hiện nghiêu hữu đạo không được may mắn cho lắm. Tất cả mọi người đều muốn rời khỏi thánh cảnh, nhưng hắn là người duy nhất bị lưu lại thánh cảnh. Lão đệ, đúng là không ngờ đến, người hãy nghĩ thoáng đi. Hồng Cái Tiên bước đến vỗ vai Nghiêu Hữu Đạo, cảm khái nói. Nghiêu Hữu Đạo liếc mắt nhìn gã, nghĩ thoáng. Hôm qua là ai nghĩ quẩn đến chỗ ta gây chuyện, hôm nay người nghĩ thông suốt rồi sao? Phù hoa mắng, đừng để ý đến gã, nhưng nói đi thì phải nói lại, người hãy cẩn thận một chút. Nếu cần chúng ta hỗ trợ, chúng ta sẽ giúp người nhắn ra ngoài. Nghiêu Hữu Đạo chẳng quan tâm, bình thản nói, cứ như vậy đi, các người không cần phải để ý đến ta các người hãy về chuẩn bị trước, ngẫm lại làm sao đối mặt với người trong các bộ, không cần phí thời gian ở chỗ của ta. Đường đi đã được chứng thực, cũng cần phải suy tính thật tốt. Một đám người khách khí với nhau vài câu, sau đó cáo từ. Không còn người ngoài, Tần Quan và Kha Định Kiệt tâm trạng xa sút bu lại. Tần Quan hỏi, trưởng lão, chừng nào thánh cảnh mới chịu thả chúng ta trở về. Như hữu đạo đáp, không biết, nói vậy nhưng trong lòng hắn lại biết, nào có chuyện thả về hay không thả về. Chín thánh muốn lợi dụng bọn họ thì sẽ lợi dụng đến cùng. Nếu chết thì tử kim động sẽ tiếp tục bổ sung người. Muốn thoát khỏi nơi này để về tử kim động là không có khả năng. Lần này lưu lại thánh cảnh không chỉ có tử kim động mà còn bảy tám nhà xui xẻo chung. Người khác đối với các môn phái lưu lại có lẽ không có cảm giác gì, nhưng mỗi một cái tên được đọc ra, nhiều hữu đạo lại xúc động. Hắn phát hiện một vấn đề, môn phái bị lưu lại thánh cảnh cơ hồ đều có thủ với hắn. Nước tấn lấy khí vân tông dẫn đầu ba môn phái, Thiên Hỏa, Giáo Nước Tề, Liệt Thiên Cung Nước Tống, Huyết Thần Điện, còn có Vạn Thú Môn. Bởi vì toàn thái phong của Lăng Tiêu Các có quan hệ tốt với hắn thì không ở lại. Tất cả những người có quan hệ không tệ với hắn đều bị đá ra ngoài, lưu lại chỉ toàn có thủ với nhau. Xét tổng thể, có 8 môn phái lưu lại thánh cảnh, 20 môn phái còn lại được bố trí bên ngoài thánh cảnh. Người vốn đang ở bên trong thánh cảnh, thành viên phiêu miểu các đến đón tất nhiên đã đến thánh cảnh trước đó. Khi các phái trở lại viện không bao lâu, Tám môn phái xui xẻo lập tức được mời đến tập hợp trong bệnh viện. Thành viên không liên quan đến các phái xuất hiện ở cửa phòng, lẳng lặng nhìn một đám người xui xẻo. Huyền Diệu dẫn một đám người phiêu miểu các đến trước mặt tám môn phái. Khi đi ngang qua người Nưu Hiểu Đạo, ánh mắt y đảo một cái, mỉm cười, sau đó xoay người nói, "Tất cả đi theo ta." Tám môn phái đi theo, biến mất trong tầm mắt của mọi người, rời khỏi Thủ Khuyết Sơn Trang. Một đám phi cầm cỡ lớn đang chờ sẵn bên ngoài Sơn Trang, chờ chờ người bay lên không trung phi cầm băng qua sông núi, đến một khu vực đình đài lầu các phức tạp, chính là trung tâm thánh cảnh của phiêu miểu các, thành vấn thiên. Khác với bên ngoài, phiêu miểu các không có quyền nhúng tay vào chín đại thánh địa. Thánh cảnh cũng không có quá nhiều người bên ngoài, phiêu miểu các ở đây chỉ xử lý những chuyện tương đối đơn giản. Ngoại trừ quản lý địa vực bên ngoài chín đại thánh địa, còn lại là phụ trách cân đối sự vụ của chín đại thánh địa. Đây cũng là lý do vì sao chỉ lưu lại 8 môn phái trong thánh cảnh, còn 20 môn phái phải ra ngoài thành viên vừa đến người dẫn đường và phi cầm cỡ lớn cùng nhau biến mất huyền diệu dẫn người tám phái đến một bãi đất trống đã sớm có thành viên phiêu miểu các chờ sẵn ở đây huyền diệu bước vào thành viên phiêu miểu các chắp tay hành lễ người đã được mang đến các ti lãnh người đi thôi huyền diệu lên tiếng nói với những người này vâng đám người lĩnh mệnh lúc này có một số thành viên phiêu miểu các đứng ra người đầu tiên cất tiếng gọi khí vân tông đi theo ta Thái Thúc Sơn Hải dẫn hai đệ tử bước ra khỏi hàng, đi theo người kia. Từng người được gọi đi, người có mặt tại hiện trường cũng càng lúc càng ít, ba người từ kim động là người cuối cùng được hô. Khi gần đi, Nghiêu Hữu Đạo quay đầu, phát hiện Huyền Diệu cũng đang nhìn hắn. Sau khi đến một đình việt, người dẫn đường dừng bước, quay lại đối mặt với ba người Nghiêu Hữu Đạo, nhìn chằm chằm Nghiêu Hữu Đạo, hỏi, người chính là Nghiêu Hữu Đạo. Giọng nói không được thân thiết cho lắm, Nghiêu Hữu Đạo chắp tay, đúng vậy. Người kia quan sát hắn từ trên xuống dưới, chậm rãi nói ta là chấp sự yêu hồ ti long phiếm hải. Từ hôm nay trở đi, các ngươi làm việc tại yêu hồ ti. Các người là người thánh tôn chỉ định, có vấn đề gì, có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Yêu hồ ti, tần quan và kha định kiệt nhìn nhau, yêu hồ ti là cái quỷ gì vậy? Hai người không biết rõ tình huống nhưng nhiều hữu đạo lại cau mày. Hắn đã từng nhìn qua đồ của thường thanh sơn mới biết được, trong thánh cảnh có một bộ môn chuyên phụ trách săn giết yêu hồ, nhưng tại sao lại phân hắn đến đây, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Long phiếm hải, như hữu đạo cười, tên của chấp sự nghe rất hay. Không cần phải nịnh bợ, Long phiếm hải phất tay, lập tức có người đưa một cái lồng kim xí đến, đặt vào tay như hữu đạo. Như hữu đạo khó hiểu hỏi, đây là ý gì? Long phiếm hải nói, kim xí này có thể liên hệ trực tiếp với một trong chín vị thánh tôn, là bên trên đưa xuống cho các ngươi. Như hữu đạo à một tiếng, không biết kim xí này liên hệ với vị thánh tôn nào long phiếm hải đáp cái này ngươi không cần hỏi ta ta cũng không biết bên trên cũng không biết ngươi sẽ báo cáo sự việc cho vị thánh tôn nào chúng ta không hỏi ngươi cũng đừng hỏi ngươi hỏi cũng không có ai trả lời đâu Ngưu hữu đạo gật đầu hiểu rồi long phiếm hải nói chiếu theo phân phó ở trên các người sẽ ở tại khu nhà nhỏ này hàng ngày sẽ có người đem thức ăn đến nếu cần gì cứ dặn dò thủ vệ bên ngoài là được Ngưu hữu đạo nói làm phiền rồi long phiếm hải lại phất tay có hai người mang mấy bộ quần áo đến đây là quần áo của phiêu miểu các các người hãy thay ra đi sẽ dễ dàng làm việc ở phiêu miểu các hơn nói xong y quay người rời đi vừa đi vừa ném lại một câu có chuyện gì thì tìm thủ vệ bên ngoài một đám thành viên phiêu miểu các biến mất đình viện chỉ còn lại ba người nhìn nhau nghiêu hữu đạo cầm lồng chim nghiêng đầu ra hiệu tần quan và kha định kiệt lập tức thả trang phục trong tay xuống sau đó chia nhau tiến hành điều tra cẩn thận toàn bộ đình viện nghiêu hữu đạo nhìn chung quanh sau đó bước đến một lương đình, chiếc lồng được đặt trên bàn đá, còn hắn thì ngồi xuống băng ghế đá. Điều tra khoảng một canh giờ, hai người Tần Kha quay về. Tần Quan bẩm báo, trưởng lão, không có vấn đề gì. Kha Định Kiệt nói tiếp, bây giờ chúng ta gặp phải vấn đề là, người của chúng ta quá ít. Mặc dù đình viện này không lớn, nhưng chứng ngại vật lại có rất nhiều. Nếu có người chui vào sẽ rất khó phát hiện. Như Hữu Đạo nói, người quá lo lắng rồi. Ở đây chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu một khi xảy ra chuyện, toàn bộ yêu hồ ti cũng không thoát khỏi liên quan, cho nên không ai dám làm loạn. Các người hãy thay phiên nhau phòng thủ, đừng cho người nào đến gần biết được bí mật của chúng ta. chương 1537, Tiên Hạ Thủ Vi Cường một. Rõ, hai người đứng chắp tay, như hữu đạo chỉ vào mấy bộ quần áo, các người hãy thay quần áo của phiêu miểu các ra đi, sau đó ra ngoài dạo chơi, thuận tiện kiểm tra tình huống chung quanh. Cái này, tần quan do dự, Kha Định Kiệt cũng do dự, trưởng lão, chúng ta vừa mới đến, thích hợp ra ngoài đi loạn sao? Nghiêu hữu đạo nói, các người tốt xấu gì cũng đã từng giết hai người của phiêu miểu các, tại sao lại sợ hãi như vậy? Nghe xong, hai người lập tức luống cuống, một người vội vàng quan sát xung quanh, một người liên tục khoát tay, trưởng lão, lời này không thể nói lung tung. Nghiêu hữu đạo thở dài, các người đến là để đốc cha, hẳn bọn họ phải sợ các người mới đúng. Quan niệm của các người nên thay đổi đi, vứt bỏ sự e ngại đối với phiêu miểu các hắn đưa tay chỉ vào đầu mình nhớ kỹ các thánh tôn sợ chúng ta xảy ra chuyện cho nên đích thân nắm giữ quyền sinh sát của chúng ta phiêu miểu các không có quyền xử lý chúng ta ai cũng không dám công khai đụng đến chúng ta các người đại khái có thể muốn làm gì thì làm muốn làm gì thì làm sắc mặt tần quan vô cùng khó coi trưởng lão nói vậy có phải hơi quá rồi không như hữu đạo nói vậy để ta thay đổi cách nói ta sẽ cho các người một định vị chuẩn xác từ hôm nay trở đi các người hãy cố ý tìm phiền toái ở không đi gây sự buộc bọn họ phải bất kính với chúng ta phàm là biết được một vấn đề nhỏ chúng ta lập tức báo cáo lên trên ngay a à, hai người hơi choáng váng kha định kiệt giờ khóc giờ cười vấn đề nhỏ cũng phải báo cho thánh tôn sao trưởng lão chúng ta làm như vậy có phù hợp không Như hữu đạo nói có gì phù hợp hay không phù hợp chúng ta cần phải biết rõ chúng ta muốn làm gì chẳng lẽ các người còn chưa rõ tình cảnh hiện tại của chúng ta sao các người không nhìn thấy đám người Thái Thúc Sơn Hải được bổ sung à. Ý đồ Thánh Tôn muốn chỉnh đốn phiêu miểu các đã rất rõ. Ta nói cho các người biết, mục đích Thánh Tôn không đạt được, chúng ta đừng hỏng sống sót rời đi. Chết rồi, từ Kim Động sẽ có người lần lượt bổ sung. Điều này hai người cũng đã đoán ra, biểu hiện người nào cũng ảm đạm. Muốn hòa hợp, êm thấm với người của phiêu miểu các, có khả năng sao? Ta nói cho các người biết, đao thánh tôn đã dơ lên, làm tốt chuẩn bị giết gà dọa khỉ ai dám hòa hợp êm thấm với phiêu miểu các người đó chính là muốn chết ai ngon thì đụng vào đao thánh tôn trước đi đốc cha tìm ra vấn đề chẳng lẽ phiêu miểu các không biết thánh tôn muốn chỉnh đốn bọn họ sao không cần dùng đầu dùng mông cũng có thể đoán được phiêu miểu các đã sớm làm xong ứng đối chúng ta có thể tìm ra được vấn đề gì chứ thánh tôn phái chúng ta đến chúng ta không phát huy được tác dụng thánh tôn tất nhiên sẽ thay người họ sẽ không để cho chúng ta nhảy nhót tưng bừng trở về không có hiệu quả uy hiếp, tất cả đều vô dụng. Mọi người chỉ cần ứng phó một chút là xong, đao giết gà dọa khỉ đã rơi lên, nhất định sẽ có người mất mạng. Đao này không thể rơi vào cổ của chúng ta, chúng ta nhất định phải vượt qua cửa ải này. Tìm phiền toái chính là muốn ở không đi gây sự với Phiêu Miểu Các. Chúng ta càng dày vào Phiêu Miểu Các, càng có can đảm báo cáo, đầu của chúng ta lại càng an toàn hơn. Đã đến nước này rồi, các ngươi nên vứt bỏ quan niệm e ngại cố hữu đối với Phiêu Miểu Các của các ngươi đi. E ngại, nhượng bộ chẳng có lợi ích gì, có thể khiến cho phiêu miểu các nương tay với chúng ta không? Chúng ta càng co lại, bọn họ càng lấn tới, chúng ta lại càng khó sống ở đây. Chúng ta càng phách lối, bọn họ sẽ càng nhường nhịn, chúng ta cũng có thể sống tốt hơn. Ai bảo chỗ dựa sau lưng chúng ta là thánh tôn chứ? Hai người tần, khai nhìn nhau, hiểu được đạo lý nhưng vẫn trột dạ trong lòng. Như hữu đạo biết, e rằng sợ hãi đã ăn sâu vào xương tủy của đám người này, một hai câu rất khó thay đổi quan niệm của bọn họ hắn nhìn kim xí sí trong lòng, nói, lấy bút mực đến đây, ta muốn báo cáo với Thánh Tôn. Hai người tần kha tưởng mình nằm mơ, kha định kiệt hoài nghi hỏi, trưởng lão, chúng ta vừa đến, cái gì cũng không biết, báo cáo chuyện gì. Như hữu đạo nói, ta hoài nghi việc ta bị giữ lại thánh cảnh là huyền diệu dùng công báo thủ riêng. Ta phải trần tình với thánh tôn, hai người đều im lặng, tần quan đổ mồ hôi hột, trưởng lão, chúng ta không có chứng cứ, việc này có thể nói lung tung sao. Nhiêu hữu đạo nói, bên trong thánh cảnh, chúng ta vẫn luôn bị quản chế, tìm đâu ra chứng cứ chứ. Nên xử lý thế nào là việc của thánh tôn, không cần chúng ta quan tâm. Huyền diệu mang thù, chúng ta cũng không thể ngồi chờ được. Tiên hạ thủ vi cường, gây chút phiền phức cho hắn ta cũng không phải không tốt. Hắn không nói rõ quyết định trong lòng, gây phiền cho huyền diệu chỉ là bước tiếp theo, chủ yếu muốn mượn cơ hội thăm dò thái độ của thánh tôn bên kia. Có một điều hắn có thể khẳng định, lần đầu xem như trần tình, cho dù không có chứng cứ, Thánh Tôn cũng sẽ không làm gì hắn. Nếu người đốc cha bên dưới không dám tùy tiện cáo trạng, hẳn không phải là kết quả mà chín Thánh muốn nhìn thấy. Hai người tần kha nhìn nhau, trưởng lão đã kiên trì làm như vậy, bọn họ thật sự bất đắc dĩ, cũng đành làm theo, bước vào phòng tìm giấy bút. Như hữu đạo vừa đến thành vấn thiên đã ngồi ngay ngắn, nâng bút chấm mực, viết một phong mật báo đầu tiên gắn vào kim xí được đưa đến. Hai người đứng ngoài quan sát hơi bị nhức răng, Nghiêu hữu đạo viết xong đặt bút xuống, thổi khô tờ giấy, sau đó lấy kim xí từ trong lồng ra, gắn thư vào thật tốt, rồi bước ra khỏi đình nghỉ mát, hai tay tung con chim lên trời. Hai người tần kha dựa theo sự phân phó của Ngưu Hữu Đạo, thay quần áo của phiêu miểu các, sau đó ra ngoài tản bộ. Ngưu Hữu Đạo đi dạo một mình trong đình viện, đích thân xem xét các nơi hẻo lánh, các gian phòng trong đình viện một lần nữa. Dạo một phòng xong, xác nhận cơ bản không có vấn đề gì, khi trở lại đình viện, hắn phát hiện có một thành viên phiêu miểu các bước vào, đang lén lút nhìn xung quanh, lập tức quát to, làm cái gì vậy? Người kia đột nhiên quay đầu, sau khi nhìn thấy là ai, vội nhanh chóng nhìn xung quanh thêm lần nữa, lúc này mới bước nhanh đến, thấp giọng hỏi, người chính là Nghiêu Hữu Đạo. Đúng, Nghiêu Hữu Đạo gật đầu, hắn cảm thấy người này rất quen mắt, không phải thủ vệ lúc ban đầu sao, không khỏi kiêu căng hỏi lại, ngươi là ai? Thái độ này khiến cho người kia hơi đau đầu, gã phát hiện người này đúng là đủ phách lối. Đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy người các phái có thái độ như vậy đối với phiêu miểu các, nhưng vẫn nhỏ giọng trả lời, khúc linh côn. Nghiêu hữu đạo ghi nhớ cái tên này, hắn hỏi tiếp, người đến có việc gì? Khúc linh côn đáp, người nhỏ giọng một chút được không? Thủ khuyết sơn trang đưa cho người một tấm bản đồ, bên trên muốn thông báo cho người biết, người nên nắm chắc tâm lý. Lúc này, nghiêu hữu đạo đã biết bối cảnh của gã, hẳn là cùng một chỗ với thường thanh sơn. Hắn âm thầm run lên trong lòng, hắn vừa mới đến, người đằng sau đã trực tiếp có liên lạc. Có thể liên lạc với hắn bất cứ lúc nào ở thủ khuyết Sơn Trang, ở thành vấn thiên này cũng như thế, thậm chí còn trực tiếp để cho người canh giữ ngoài cổng chờ hắn đến, có thể thấy được năng lượng của người giật dây ở phiêu miểu các này không nhỏ, không thể coi thường được. Nếu không có năng lượng tương đương, nhất định sẽ không thể sắp xếp không một khe hở như vậy. Người giật dây này rốt cuộc là ai? Hắn có một nghi ngờ, người này có liên quan đến bí cảnh thiên đô, đồng thời có năng lượng không nhỏ ở phiêu miểu các, không ai khác chính là toa Như Lai, nhưng vì không có chứng cứ xác nhận, một khi sai lầm sẽ không chịu được. Hắn hỏi, "Là ai bảo ngươi đến?" Khúc Linh Côn nói, "Không nên hỏi thì đừng nên hỏi. Ta không biết, có biết cũng không nói cho ngươi nghe. Bên trên bảo ta nhắc nhở ngươi, Phiêu Miểu các sắp xếp ngươi ở Yêu Hồ Ti, chỉ sợ muốn gây bất lợi cho ngươi, bảo ngươi nên cẩn thận một chút." Chương 1538, Tiên hạ thủ vi cường 2. Ngoài ra có gì cần trợ giúp thì cứ liên lạc với ta bất cứ lúc nào. Ta sẽ tận lực hiệp trợ ngươi trong khả năng của ta. Ta đảm nhiệm công việc thủ vệ bên ngoài viện của ngươi. Một ngày ba ca, tóm lại, ngày nào ta cũng có mặt, ngươi sẽ dễ dàng liên lạc với ta. Như hữu đạo nói, ngươi vốn ở đây hay chỉ là tạm thời được điều đến? Khúc Linh Côn đáp là tạm thời được điều đến. Viện này vốn không có thủ vệ, yêu hồ ti tiếp nhận lệnh của bên trên nên tạm thời bố trí nhân thủ, ta tìm cơ hội chủ động yêu cầu đến đây nghiêu hữu đạo nói ta muốn gặp người bên trên khúc linh côn nói ta sẽ báo lên trên yêu cầu của ngươi về phần có gặp ngươi hay không không phải do ta quyết định còn có việc gì không nếu không có việc gì thì ta đi ta không thể ở đây lâu nghiêu hữu đạo nói ta muốn hỏi bản đồ thành vấn thiên còn có tình huống cận kẽ bên trong khúc linh côn đáp được không thành vấn đề ngày mai ta sẽ đưa cho ngươi nói xong gã nhanh chóng quay đi nghiêu hữu đạo nhìn theo hai tay chống kiếm thầm nhủ, rốt cuộc đối phương muốn làm gì. Giúp hắn là có mục đích gì, hắn vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Trung tâm thành vấn thiên, đinh vệ chấp trưởng không ít sự việc của phiêu miểu các, rất ít khi tỏa trấn ở đây. Chỉ khi nào có việc mới đến, lúc này, mọi việc ở đây đều do huyền diệu quản lý. Hắn ta triệu tập người của tám phái đến tham gia nghị sự. Khi gặp tám người, hắn ta chỉ đơn giản căn dặn tám người phải chú ý cẩn thận, đừng để lại bất kỳ nhược điểm gì. Khi kết thúc, Huyền Diệu đang ngồi sau thư án đứng dậy, những gì cần nói ta cũng đã nói qua, các người nhất định phải cẩn thận. Một khi xảy ra chuyện, không ai có kết cục tốt. Người đầu tiên hứng cơn giận thánh tôn dáng xuống chính là các ngươi. Vâng, tám người đồng thanh lên tiếng. Huyền Diệu nói, mau giải tán đi. Long phiếm hải, ngươi lưu lại một chút. Mọi người rời đi, Long phiếm hải bước đến bên cạnh, huyền quản sự có gì phân phó. Huyền Diệu nói, trước đó ta đã thông báo cho người biết, như hữu đạo chẳng phải loại lương thiện gì, nếu giữ lại còn không biết chuyện gì xảy ra người nhất định phải nhanh chóng giải quyết long phiếm hải thấp giọng nói quản sự yên tâm ta nhất định sẽ không lưu lại bất cứ nhược điểm gì chỉ là vội vàng quá sợ không phù hợp dù sao hắn cũng vừa mới đến còn đang làm quen tình huống ban đầu vừa đến đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn ta sợ không tiện bàn giao huyền diệu nói khi nào ra tay người tự có nắm chắc vâng long phiếm hải nói thuộc hạ sẽ nhanh chóng sắp xếp dám bất kính với quản sự ta sẽ không để cho hắn sống tốt. Quản sự cứ chờ xem, hai ngày tới ta sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ. Huyền Diệu ừm một tiếng, nên cho hắn biết tay, nhớ, đừng lưu lại bất cứ dấu vết gì liên lụy đến mình. Thuộc hạ rõ, Long Phiếm Hải lên tiếng, bên ngoài đột nhiên có người ló đầu vào, chấp sự. Long Phiếm Hải nhìn người ngoài cửa, sau đó quay sang nói với Huyền Diệu, quản sự, là người phụ trách giám sát nghiêu hữu đạo. Huyền Diệu nói, vào đi, người đến bước vào trong hành lễ với hai người long phiếm hải hỏi không phải ta bảo ngươi giám sát người sao ngươi chạy đến đây làm gì người đến nói chất sự bên chỗ nghiêu hữu đạo có biến long phiếm hải và huyền diệu nhìn nhau sau đó quay lại nhìn thủ hạ nghiêu hữu đạo vừa mới đến còn có thể có tình huống gì người đến nói nghiêu hữu đạo thả kim xí trong viện kim xí long phiếm hải sững sờ quay sang nhìn huyền diệu hơi im lặng hai người biết rất rõ đám người nghiêu hữu đạo đều bị lạnh nhạt khi đến ngoại trừ phân phát vũ khí tùy thân hầu như không có vật nào khác lấy đâu ra kim xí sí chứ nếu có cũng chính là con kim xí sí của vị thánh tôn không biết nào đó phụ trách liên lạc với chín thánh như hữu đạo vừa đến đã có liên lạc với thánh tôn sắc mặt huyền diệu vô cùng khó coi nhìn chằm chằm long phiếm hải không phải bảo các ngươi cẩn thận sao rốt cuộc các ngươi đã làm gì tại sao hắn vừa đến đã phát ra mật báo long phiếm hải vội giải thích quản sự chúng ta chẳng làm gì cả huyền diệu tức giận nói không làm gì không làm gì mà hắn có thể tùy tiện liên lạc với thánh tôn ta cho ngươi biết một khi yêu hồ ti xảy ra chuyện người thứ nhất bị bắt hỏi chính là ngươi long phiếm hải không mò ra được đầu mối chỉ biết giải thích quản sự ta thật sự không có làm gì ngay cả nói cũng không nói nhiều với hắn có thể làm gì chứ ngươi lo đi nghe ngóng đi huyền diệu xua tay vâng long phiếm hải lĩnh mệnh rời đi vừa đi được mấy bước đã bị huyền diệu gọi lại khoan đã chuyện này đừng làm loạn tìm hiểu trước đã. Long phiếm hải đương nhiên là hiểu ý của hắn ta, đây là nhìn mặt nghiêu hữu đạo mà ra tay, ra ngoài xem xét xong, tần quan và Kha Định Kiệt trở về. Thấy nghiêu hữu đạo đang ngồi trong đình Việt, hai người bước nhanh vào, bẩm báo tình huống quan sát được. Sau khi bẩm báo xong, tần quan nói, chúng ta vừa đi lập tức đã bị ngăn cản, không cho chúng ta chạy loạn. Chúng ta làm theo những gì mà trưởng lão nói, người ngăn cản hoàn toàn không dám gây khó dễ cho chúng ta. Nhìn biểu hiện lo lắng, đề phòng của hai người nghiêu hữu đạo mỉm cười hỏi sau đó thì sao kha định kiệt nói người của yêu hồ ti rõ ràng bất mãn với chúng ta đệ tử sợ bọn họ sẽ đến trả thù trả thù nghiêu hữu đạo bật cười vỗ một chồng giấy trên bàn ta đang lo không tìm được chuyện gì để làm các ngươi không cần lo lắng cứ việc làm theo lời ta nói xảy ra chuyện có ta chịu trách nhiệm hai người nhìn nhau chỉ có thể nói là ngầm thở dài chuyện này tạm thời không đề cập đến nữa Tần quan vẫn giàu dĩ như cũ, trưởng lão, chúng ta đã hỏi thăm được một số tình huống, yêu hồ ti phụ trách săn giết yêu hồ bên trong thánh cảnh. Nghiêu hữu đạo biết rõ trong lòng, nghe cái tên ta cũng đã đoán ra được là như thế. Thấy hắn không quan tâm, Kha Định Kiệt nhắc nhở, trưởng lão, chuyên săn giết yêu hồ đấy. Yêu hồ ti thường xuyên chạy đến hoang trạch tử địa, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ở đó, đây cũng là chuyện bình thường, ngay cả cái cớ cũng không cần tìm. Điều này không cần y nhắc nhở, khi Nghiêu Hữu Đạo biết hắn sẽ đến yêu Hồ Ti, hắn lập tức đoán được người nào đó đang có lòng dạ xấu xa. Chỉ là khó tránh khỏi sự trùng hợp, muốn giết hắn ở hoang trạch tử địa, hắn nghĩ mãi cũng cảm thấy hơi lạ. Đương nhiên, suy nghĩ kỹ một chút, an bài Nghiêu Hữu Đạo đến yêu Hồ Ti là chuyện hợp tình hợp lý nhất. Như Kha Định Kiệt đã nói, giết chết người tại hoang trạch tử địa là chuyện quá dễ dàng. Xảy ra chuyện ở chỗ khác sẽ không tiện giải thích, còn hoang trạch tử địa mà xảy ra chuyện thì cứ đổ hết lên đầu yêu hồ không cần lo lắng, các ngươi đốc cha như thế nào do các ngươi tự chọn, không phải do bọn họ muốn bảo các ngươi nhìn gì thì nhìn. Bảo các ngươi đến hoang trạch tử địa, các ngươi có thể từ chối không đi. Ngưu Hữu Đạo an ủi, Kha Định Kiệt nói, trưởng lão, như vậy thì không được thích hợp. Nhiệm vụ chủ yếu của yêu hồ ti là săn giết yêu hồ, không đến hoang trạch tử địa thì làm sao mà được. như Hữu Đạo nói, có người rõ ràng muốn trả thù ta, đang nhắm vào ta chứ không phải các ngươi, các ngươi không đi, bọn họ cũng chẳng để ý. Không đi không được thì ta đi cho, có gì phiền phức ta sẽ ứng đối hết, các người có thể yên tâm. Trưởng lão, điều này, hai người hơi ngượng ngùng, nào có chuyện biết rõ sẽ gặp nguy hiểm, bản thân không tiến lên, còn bắt trưởng lão trong môn tiến lên chứ. Nhiều hữu đạo ra hiệu im lặng, được rồi, không cần nói nữa, cứ quyết định như vậy đi. Nói xong, hắn đứng dậy, đã lâu rồi ta chưa được tắm cho đã. Hai người tần khai nhìn nhau, biết hắn đang nói gì, lập tức đi chuẩn bị. Viên Cương có nói cho hai người biết Nghiêu Hữu Đạo rất thích tắm. Nếu có điều kiện, tận lực chuẩn bị mỗi ngày. Trước đó, bọn họ thật sự không có điều kiện này ở Thủ Khuyết Sơn Trang. chương 1539, trưởng lão không tử tế rồi. Hết thảy đã chuẩn bị xong, trong một gian phòng, hơi nước gợn sóng, Nghiêu Hữu Đạo trần chuồng ngâm trong nước. Hắn rất thích tắm, nói chính xác là thích ngâm mình trong nước để suy nghĩ. Được ngâm mình trong nước nóng thật ấm áp, mang đến cho hắn cảm giác an toàn, không còn cảm thấy cô độc nữa. Quan hệ nhiều ít không còn quan trọng, sau khi tắm xong, cả người sẽ sảng khoái, rộng mở. Ngâm một hồi, gần trạng vạn tối, hắn mới rời khỏi bồn tắm. Vừa thay xong quần áo của phiêu miểu các, tần quan gõ cửa bên ngoài, bẩm báo trưởng lão, côn lâm đến. Nghiêu hữu đạo ừm một tiếng, biểu hiện đã biết, mặc quần áo xong xuôi, cả người chỉnh tề, hắn mới chống kiếm bước ra ngoài. Côn lâm đang đứng trong đình, thấy hắn xuất hiện, vội tiến lên hành lễ, đạo gia như hữu đạo ra hiệu vào bên trong đình ngồi đồng thời phất tay ra hiệu người dân trả lên côn lâm không ngồi cùng với hắn như hữu đạo không biết y đang suy nghĩ như thế nào cũng không miễn cưỡng tại sao ngươi lại có thời gian rảnh rỗi chạy đến đây thiên hỏa giáo đồng ý cho ngươi đến à côn lâm do dự một chút sau đó đáp ta nghe bên phía thái thúc sơn hải phái người thông báo muốn triệu tập người của sáu phái đến tuần tra ti thương nghị chuyện gì đó như hữu đạo lập tức hiểu ra lý do tại sao y lại chạy đến đây Tám phái ở lại thánh cảnh, bảy phái gặp nhau thương nghị chuyện gì đó, nhưng không thông báo cho hắn. Côn Lâm chạy đến đây là muốn nhắc nhở hắn một tiếng. Ừm, um, ta biết rồi, Nghiêu Hữu Đạo gật đầu, gương mặt hơi có vẻ suy tư. Đúng lúc này, Kha Định Kiệt đang nói chuyện gì đó với thủ vệ bên ngoài, sau đó bước nhanh vào bẩm báo, trưởng lão, chấp sự yêu hồ ti long phiếm hải đến. Nghiêu Hữu Đạo ừm một tiếng, nhìn ra cửa chính, không thấy long phiếm hải trực tiếp tiến vào, lại còn tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt, để người ta thông báo trước, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, vội đứng dậy bước ra cổng nghênh đón. Ngoài cửa, Long Phiếm Hải còn dẫn theo hai người xách hai hộp cơm. Chấp sự đến rồi sao? Ai trà, thất lễ thất lễ, mời vào, mời vào. Như Hữu đạo bước nhanh xuống bậc thang, nhanh chóng mời vào. Long Phiếm Hải vô cùng vui vẻ, vừa bước lên bậc thang vừa nói, mạo muội đến chơi, hy vọng không quấy rầy. Nghiêu Hữu đạo liên tục khách sáo, chấp sự quá khách sáo rồi chấp sự đến chỗ nào của yêu hồ ti cũng không tính là quấy dày. Như lão đệ cũng không phải thuộc hạ của ta, xưng hô chấp sự hơi khách khí rồi, lại còn cảm giác xa lạ. Ta và lão đệ mới quen đã thân, về sau cứ gọi nhau như huynh đệ. Chấp sự hào hùng như thế, ta xem cung kính không bằng tuân mệnh. Về sau ta sẽ gọi huynh là Long Huynh, Tần Quan và Kha Định Kiệt nhìn nhau. Hôm nay, khi vừa mới gặp, lời nói của vị chấp sự này vô cùng lạnh nhạt, tại sao chỉ trong chớp mắt đã thay đổi thái độ bước vào trong đình, Long Phiếm Hải phất tay ra hiệu. Hai người đi theo lập tức mở hộp cơm, bày rượu thịt ra bàn. Ngưu Hữu Đạo làm ra vẻ bất ngờ, Long Huynh, đây là ý gì? Long Phiếm Hải nói, Ngưu Huynh đệ mới đến yêu hồ ti, về tình về lý, ta phải nên bày tiệc mời khách. Lúc này bữa tiệc hơi đơn giản, mong Ngưu Huynh đệ đừng ghét bỏ. Ngưu Hữu Đạo liên tục chắp tay, không dám nhận, không dám nhận. Hai người cứ khách sáo qua khách sáo lại. Côn Lâm lên tiếng chào Tần Quan, nhờ y nhắn lại với Nghiêu Hữu Đạo, sau đó ra về trước. Y vốn đến nhắc nhở Nghiêu Hữu Đạo một câu, cũng không có chuyện gì khác. Nghiêu Hữu Đạo có khách quý đến nhà, y cũng nên đi trước lánh mặt. Trong đình nâng ly cạn chén một lúc, Long Phiếm Hải chợt hỏi, lão đệ, người cảm thấy quen thuộc với chỗ này chưa? Nếu ở không quen, chúng ta đổi lại viện tử khác. Nghiêu Hữu Đạo khoát tay, không cần phiền như vậy. So với thủ khuyết Sơn Trang còn không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Ba người có thể ở trong một viện tử yên tĩnh, quả là tốt lắm rồi dứt lời hắn nâng chén cảm ơn long huynh đã tốn công sắp xếp không cần khách sáo có việc gì cần thì cứ nói chỉ cần trong khả năng ta nhất định không thành vấn đề long phiếm hải nâng chén cụm một cái sau một hồi long phiếm hải đặt chén rượu xuống đổi chủ đề khác ta nghe người bên dưới nói hôm nay lão đệ đã thả một con kim xí nghiêu hữu đạo thận trọng đáp lại là có chuyện như vậy long phiếm hải hỏi tiếp con kim xí liên lạc với thánh tôn nghiêu hữu đạo khẽ gật đầu ngoại trừ con đó ta cũng không thả con nào khác long phiếm hải thở dài lão đệ huynh đệ có gì không đúng thì cứ nói tại sao vừa đến yêu hồ ti của ta đã trần tình với thánh tôn nghiêu hữu đạo nói không có vấn đề gì đâu trước chào hỏi thánh tôn thôi mà ngươi là ai vậy chào hỏi thánh tôn thánh tôn rảnh rỗi đến mức chờ ngươi chào hỏi sao ngươi ngay cả điểm này mà cũng không hiểu long phiếm hải tin mới là lạ cười ha hả nói lời này lão đệ sợ là hơi quá rồi chẳng lẽ ngươi cảm thấy yêu hồ ti của ta đã làm sai điều gì? Sắc mặt nghiêu hữu đạo trầm xuống, Long Huynh đang định tìm hiểu nội dung ta gửi cho Thánh Tôn sao? Long phiếm hải khoát tay, lão đệ không nên hiểu lầm, chỉ là ta không hiểu, không biết mình đã làm không tốt ở chỗ nào. Nếu có chỗ không đúng, lão đệ không ngại nhắc nhở ta một tiếng. Yêu hồ ti của ta sẽ tận lực sửa chữa. Nghiêu hữu đạo không mắc lừa, lãnh đạm nói, nhắc nhở. Được, nghiêu mỗ mắt sáng không làm chuyện mở ám vậy ta xin nhắc nhở một chút chuyện mà long huynh tìm hiểu nội dung ta báo cáo với thánh tôn hôm nay ta cũng sẽ bẩm báo thật cho thánh tôn biết long phiếm hải cứng đờ tay cầm chén rượu hơi run lên biểu hiện khó coi giống như nuốt trúng một con ruồi hầu kết run run điều tra tin tức thánh tôn cái mũ này chụp chết người đấy ánh mắt của hắn ta rơi xuống một bàn đầy rượu thịt cố ý chuẩn bị một bàn rượu thịt chỉ để đổi lấy điều này bảo hắn ta nằm mơ cũng không nghĩ đến thủ hạ đi theo long phiếm hải cũng im lặng Tần Quan và Kha Định Kiệt nhìn nhau, có thể cảm nhận được bầu không khí xấu hổ bên trong. Hai người cảm thấy thái độ của vị trưởng lão này không được tử tế. Người ta đã nhiệt tình chiêu đãi, ngài cư xử như vậy với người ta thích hợp sao? Lấy lại tinh thần, lòng phiếm hải cười khan, lão đệ, chỉ là hiểu lầm, tuyệt không phải tìm hiểu tin tức thánh tôn. Nghiêu hiểu đạo chợt cười ha hả, Long huynh, ta cũng chỉ nói đùa thôi. Nếu như nghiêu mỗ làm chuyện không hợp tình hợp lý như vậy, về sau làm sao mà lăn lộn được nữa? Long phiếm hải như chút được gánh nặng, cười khổ chỉ vào hắn, lão đệ, trò đùa này của ngươi chơi hơi lớn rồi. Ý đồ tìm hiểu tin tức cứ như vậy mà lướt qua, hắn ta không dám hỏi nữa, nhưng thái độ đối với Nghiêu Hữu Đạo lại càng nhiệt tình hơn, thân như huynh đệ. Tần Quan và Kha Định Kiệt xem như lĩnh giáo, phát hiện Nghiêu trưởng lão nói không sai. Người này chính là tiện, người không khách sáo, người ta sẽ càng không dám trêu chọc. Trưởng lão của bọn họ vừa đến đã thẳng thắn vạch mặt với từng người. Tuần Cha Ti, bên trong một gian viện, nơi ở của Thái Thúc Sơn Hải. Ông ta cũng đang chiêu đãi khách, nhưng không có rượu ngon thức ăn ngon, chỉ có mấy chén trà xanh. Thái Thúc Sơn Hải cũng đã đánh tiếng với Tuần Cha Ti, nói muốn mở tiệc chiêu đãi khách, nhưng Tuần Cha Ti nói không có phần chuẩn bị đó. Nói trắng ra là không để ý đến ông ta, cũng không còn cách nào, đến giờ cơm, Thái Thúc Sơn Hải đành phải dùng trà xanh đãi khách. Nơi này cũng không có người ngoài, ngoại trừ thành viên các phái thì không còn ai khác trưởng lão lư diệu của thiên hỏa giáo trưởng lão an thủ quý của vạn thú môn trưởng lão vũ hoa của liệt thiên cung trưởng lão mai trường hồng của huyết thần điện ngoài ra còn có trưởng lão lôi thắng của ma thiên tông nước tấn trưởng lão hoàng phủ kim của thanh nguyệt sơn trang và khí vân tông những nhà khác đều đã đến trước trưởng lão an thủ quý của vạn thú môn là người đến sau cùng rõ ràng bất mãn với thái thúc sơn hải cho nên cố ý để đối phương chờ chương 1540, phân chó bày ra ắt có ruồi bu đến một vừa vào cửa đã thấy một đám người ngồi trong phòng khách an thủ quý hừ một tiếng thái thúc sơn hải có chuyện gì thế thái độ này khiến cho thái thúc sơn hải cảm thấy bất mãn trong lòng nhưng ngoài mặt cũng không biểu hiện gì giận dữ đưa tay ra hiệu mời ngồi an thủ quý không nhúc nhích đứng nói có chuyện mau nói có dám mau thả thái thúc sơn hải đứng lên được hôm nay ta triệu tập các vị chỉ là muốn hỏi các vị một câu chuyện chúng ta liên hợp đối kháng khi còn ở thủ khuyết sơn trang bây giờ không biết có còn được tính hay không Mọi người nhìn bên trái, bên phải của mình, xem phản ứng của những người khác như thế nào. An thủ quý hừ lạnh, hình như còn một nhà chưa đến. Thái Thúc Sơn Hải hỏi, người nói là Ngưu Hữu Đạo. Hắn huyên náo với các phái, ai đồng ý liên kết với hắn chứ? Hơn nữa, yêu hồ ti của hắn phụ trách săn giết yêu hồ, chẳng liên quan đến phương diện nào khác. Không có liên quan, hắn sẽ không cung cấp được tin tức hữu dùng. Ta thấy, cũng không cần quản hắn sống chết ra sao. Nghe xong, mọi người ngược lại không có ý kiến, ít ra là không ai lên tiếng phản đối. Thái thúc sơn hải quan sát phản ứng của mọi người, sau đó không đề cập đến nhiều hữu đạo nữa. Mọi người đều biết tình huống của chúng ta như thế nào, nếu chia ra làm việc sẽ rất khó khăn. Ta thấy thương nghị ở thủ khuyết sơn trang vẫn còn hữu hiệu, mọi người đồng tâm với nhau mới bền bỉ được. Không biết ý của các vị như thế nào. đúng lúc này, thái thúc tầm ngoài cửa bẩm báo trưởng lão đệ tử thiên hỏa giáo cầu kiến. Nói là có chuyện quan trọng cần báo cho Lư trưởng lão. Trưởng lão Lư Diệu của Thiên Hỏa giáo nghe xong, liền đứng dậy bước ra ngoài. Thái Thúc Sơn Hải chợt nói, "Lư huynh, ở đây còn có chuyện gì quan trọng chứ? Chẳng lẽ có liên quan đến Phiêu Miểu Các, không ngại mời người vào nói cho mọi người cùng nghe một chút." "Đúng, phải nên như vậy." Trưởng lão Lôi Thắng của Ma Thiên Tông lên tiếng phụ họa. "Lư huynh, hãy nói cho mọi người cùng nhau nghe một chút đi." An Thủ Quý cũng lên tiếng, "Mọi người cùng nhau hưởng ứng." Lư Diệu hơi do dự nhưng ngấm lại cũng không thấy có gì. Thái Thúc Sơn Hải nói cũng có lý, nơi này còn có chuyện gì quan trọng hơn nữa. Liên lạc với tông môn không được, có việc hẳn cũng liên quan đến phiêu miểu các, đành gật đầu. Thái Thúc Sơn Hải lập tức nói, bảo y vào đây. Vâng, Thái Thúc tầm lĩnh mệnh rời đi. Rất nhanh, đệ tử thiên hỏa giáo bước vào, chắp tay chào mọi người, sau đó đến bên tai Lư Diệu thì thầm vài câu. Sắc mặt Lư Diệu trầm xuống, hiển nhiên không được cao hứng. Thái Thúc Sơn Hải nói: "Lư huynh, chuyện gì xảy ra vậy?" Lư Diệu cũng không giấu giếm, "Không có gì, đệ tử phát hiện Côn Lâm lén lút đến gặp Ngưu Hữu Đạo." Nói đến Côn Lâm, các phái đều biết, việc này đã khiến Thiên Hỏa giáo trở thành trò cười của giới tu hành. Trò cười thì trò cười, nhưng bây giờ mọi người lại cảm thấy hoài nghi. Trưởng lão Vũ Hoa của Liệt Thiên cung ừm một tiếng, nói: "Không ngại gọi y đến hỏi chuyện gì xảy ra, tránh cho hiểu lầm gì đó." Trưởng lão Mai Trường Hồng của Huyết Thần điện cũng gật đầu, "Đúng vậy." gọi y đến hỏi thăm một chút xét theo một trình độ nào đó mà nói bởi vì tin tức bế tắc tương lai như thế nào đều là một mảnh mơ hồ trước mặt mọi người tất cả mọi người đều mong muốn nắm bắt được thông tin cho dù chỉ là một chút thôi cũng được rồi nguyên nhân chính là do sự bất an tạo thành lư diệu tất nhiên là từ chối không cần đây là việc nhà của thiên hỏa giáo không nhọc chư vị hao tâm tổn trí ông ta càng từ chối mọi người lại càng hoài nghi có vấn đề an thủ quý nói lư huynh đây không phải là chuyện của một mình nhà huynh. Nếu chúng ta đã như cây liền cành, bên cạnh huynh lại có nội gian, về sau chúng ta thương lượng chuyện gì mà bị tiết lộ ra ngoài, liên lụy chính là tất cả mọi người. Thái Thúc Sơn Hải hưởng ứng, An huynh nói không sai, mau gọi y đến hỏi thăm một chút, chỉ hỏi y đã nói gì với Nhiêu Hữu Đạo là được. Đối mặt với sự bức bách của một đám người, Lư Diệu cuối cùng cũng phải nhượng bộ, sai người đi gọi Côn Lâm đến. Người đi rồi, mọi người liền chờ đợi, sau đó sẽ tiếp tục thương lượng sau côn lâm được gọi đến chắp tay hành lễ với mọi người lư diệu nhìn côn lâm bằng sắc mặt không được tốt lạnh lùng chất vấn người đến yêu hồ ti gặp nghiêu hiếu đạo thật ra sau khi đến thánh cảnh ông ta vẫn không ưa côn lâm ngay từ đầu ông ta đã có dự mưu giải quyết côn lâm ở hoang trạch tử địa đây cũng là ý của các trưởng lão trước khi tham gia rèn luyện thừa cơ giải quyết tên phản đồ này nhưng sự việc lại xảy ra ngoài ý muốn bị nghiêu hiếu đạo chặn lại khiến cho ông ta bỏ lỡ cơ hội giải quyết côn lâm về sau, bất luận là thủ khuyết sơn trang hay là ở đây, đều không tiện gây chuyện dưới mắt phiêu miểu các. Sự việc kéo đến giờ, và ông ta cũng vẫn luôn tìm kiếm cơ hội ra tay. Côn Lâm im lặng, không nghĩ đến trưởng lão xử lý chuyện nội bộ môn phái trước mặt người khác. Lư Diệu đột nhiên quát nói, "Côn Lâm im lặng một chút rồi đáp, "Hồi trưởng lão, đúng là đã đi gặp." Mọi người nhìn nhau, xem ra là mình đa tâm, đúng là việc này thật, tâm trạng lập tức chuyển sang xem náo nhiệt. Lư Diệu nghiêm túc nói, người đi gặp hắn làm gì? Côn Lâm sẽ không nói mình đi nhắc nhở Ngưu Hữu Đạo, chỉ là đi chào hỏi mà thôi. Lư Diệu hỏi, chào hỏi, có bẩm báo ta không? Khi ta ở đó, vì sao ngươi không đi? Vì sao thừa dịp ta không có mặt rồi mới đi? Ngươi dám nói trong lòng ngươi không có quỷ. Côn Lâm nói, chỉ một chút chuyện nhỏ, không đáng kinh động trưởng lão. Mặc dù lời nói không trung thực cho lắm, nhưng y cũng không thẹn với lương tâm, chỉ là nhắc nhở chứ không bán đứng thiên hỏa giáo mà nhắc nhở Ngưu Hữu Đạo chính là hy vọng Ngưu Hữu Đạo cẩn thận, không để xảy ra chuyện. Y sợ Ngưu Hữu Đạo xảy ra chuyện, từ Kim Động sẽ thừa cơ giữ Hỏa Phượng Hoàng không thả. Đến tình trạng như bây giờ, y thật sự rất khó xử, trong lòng cũng chịu sự dày vò. Thành tích rèn luyện ở Hoang Trạch Tử Địa đều giao cho Thiên Hỏa Giáo, vậy mà Lưu trưởng lão lại không hề cảm kích. Ở một bên xem náo nhiệt, Thái Thúc Xuân Hải hớn hở nói, chạy đến đó chỉ để chào hỏi, chẳng lẽ ngươi không nói gì với Ngưu Hữu Đạo? Côn Lâm bình tĩnh đáp, không nói gì, cũng không kịp nói cái gì. Hắn có khách quý đến thăm, vội đi đón khách, còn ta thì trở về. Khách quý, mọi người đều sướng sờ. Thái Thúc Sơn Hải lập tức hỏi, khách quý nào? Đây là thành vấn thiên, có thể có khách quý nào đến gặp hắn chứ? Côn Lâm không quan tâm câu hỏi của ông ta, ngược lại Lư Diệu hỏi một câu, là ai đến gặp hắn? Lư Diệu hỏi, Côn Lâm không dám giấu giếm, nghe sưng hô, hẳn là chấp sự của yêu hồ ti, chấp sự họ Long đó mang rượu và đồ ăn đến nhà bái phỏng. Y đem tình huống lúc đó nói ra, thái độ của y đối với Lưu Diệu cũng giống như đối với Ngưu Hữu Đạo. Y kịp thời cung cấp tin tức cho Ngưu Hữu Đạo, để Ngưu Hữu Đạo cẩn thận. Tình huống mà y nhìn thấy bên phía Ngưu Hữu Đạo, y cũng không gạt bên này, hy vọng Thiên Hỏa giáo có thể biết thêm nhiều tình huống, cẩn thận hơn một chút. Y thật sự không muốn nhìn thấy Thiên Hỏa giáo bị thiệt thòi. Tình cảm của y đối với Thiên Hỏa giáo, Ngưu Hữu Đạo cũng đã nhìn ra, cũng không cưỡng ép bức bách y đoạn tuyệt quan hệ với thiên hỏa giáo, không để cho y khó xử. Như hữu đạo cho y tự do và không gian để đưa ra lựa chọn cuối cùng. Nhưng có một số chuyện cơ mật nghiêu hữu đạo vẫn không để côn lâm biết, ví dụ như chuyện ở hắn mò được côn lâm của thiên hỏa giáo ở hoang trạch tử địa nhưng không mang theo bên người, mà đẩy phù hoa lên để phù hoa hỗ trợ chiếu cố. Hắn cứu côn lâm từ thiên hỏa giáo, chỉ là không muốn côn lâm gặp nạn, dùng một phương thức khác bảo vệ côn lâm mà thôi. Chương 1541, phân chó bày ra, ắt có ruồi bu đến hai. Thật ra, tình huống của Ngưu Hữu Đạo cũng rất nguy hiểm. Trong tình thế như vậy, chẳng những phải đảm bảo cho bản thân, còn phải nghĩ biện pháp bảo đảm cho những người khác, xác thực cũng đã tiêu hao không ít tâm huyết của Ngưu Hữu Đạo. Chỉ là côn lâm bắt cá hai tay như vậy cũng chẳng phải chuyện tốt, người khổ cũng chỉ có y mà thôi. Ngưu Hữu Đạo có thể cho y thời gian, có thể tha thứ cho y, nhưng Thiên Hỏa giáo sẽ không tha thứ. Nghe xong, mọi người không khỏi hoảng sợ thái thúc sơn hải hoài nghi hỏi người nói chấp sự yêu hồ ti chẳng những mang rượu thịt đến nhà cầu kiến mà còn ở ngoài cửa chờ thông báo côn lâm nhìn phản ứng của lưu diệu thấy ông ta cũng có nghi ngờ này lập tức trả lời đúng vậy thái thúc sơn hải hỏi tiếp hắn và chấp sự yêu hồ ti là người quen biết cũ côn lâm đáp ta cũng không biết nhưng vị chấp sự này rất nhiệt tình với hắn rượu thịt cũng toàn là đồ ngon nhưng hình như là mới quen vì hai người khách sáo với nhau gọi nhau là huynh đệ Thái Thúc Sơn Hải hỏi, bọn họ đã nói với nhau những gì? Côn Lâm lắc đầu, chỉ nghe mấy lời khách sáo, ta ở một bên không thích hợp lắm nên cáo từ trước, bọn họ nói gì nữa thì ta không biết. Thái Thúc Sơn Hải ném cho Lư Diệu một ánh mắt, Lư Diệu lập tức hỏi, Côn Lâm, người không lừa ta chứ? Côn Lâm đáp, những gì nhìn thấy, nghe thấy đều đã nói hết, cũng không nói ngoa. Đại sảnh chìm vào bầu không khí im lặng, một lát sau, Lư Diệu khua tay, người về trước đi. Côn Lâm chắp tay, sau đó cáo lui. Khi ra cửa, y liếc mắt nhìn đồng môn của mình. Xem chừng đây là người cáo trạng nhưng y cũng bất đắc dĩ không thể làm gì. Còn vị đồng môn kia lại ném cho y cái nhìn khiêu khích, hoàn toàn không để tên phản đồ vào mắt. Trong đại sảnh, An Thủ Quý Trầm ngâm nói, nếu Côn Lâm nói là thật, thái độ của phiêu miểu các đối với chúng ta, chúng ta đều thấy được, nhưng vì sao lại đối xử đặc biệt với Nhiêu Hữu Đạo như thế? Không biết cái tên Nhiêu Hữu Đạo này đã dùng thủ đoạn gì? Thái Thúc Sơn Hải nhìn chén trà trên bàn, ông ta muốn tổ chức một bữa tiệc ở đây nhưng lại bị người của tuần cha ti ngó lơ, kết quả chấp sự bên phía nghiêu hữu đạo đích thân mang rượu thịt đến nhà mời khách, sự tranh lệch trong đó là có thể nghĩ. Trưởng lão Vũ Hoa của Liệt Thiên Cung lên tiếng, mặc dù tên này không phải người tốt, nhưng không thể không thừa nhận, hắn có thể bước đến ngày hôm nay, đúng là có bản lãnh. Ta nghĩ, nếu muốn liên hợp đối kháng, không ngại dành cho hắn một phần. Trưởng lão huyết thần điện Mai Trường Hồng ưm một tiếng, không ngại tìm hắn nói chuyện trước, xem chuyện gì xảy ra ở chỗ của hắn rồi mới quyết định, như thế nào. Sau khi biết được bên phía Nghiêu Hữu Đạo có biến, vốn định gạt Nghiêu Hữu Đạo sang một bên, mặc kệ sống chết của hắn, thái độ của mọi người lúc này cũng bắt đầu thả lòng. Vẫn là câu nói kia, nội tâm bất an, nên nóng lòng muốn tìm biện pháp mở ra cục diện. Thấy thái độ của mọi người như vậy, Thái Thúc Sơn Hải nhẹ nhàng thở ra, nhìn sắc trời bên ngoài, nói trời cũng đã tối rồi, một đám người chúng ta đêm hôm khuya khoát chạy đến chạy lui cũng không thích hợp. Đêm tối bái phỏng, nôn nóng như vậy sẽ khiến cho tên kia làm dáng, chỉ bằng ngày mai đến gặp hắn thì hay hơn. Được, trưởng lão Hoàng Phủ Kim của Thanh Nguyệt Sơn Trang lập tức hưởng ứng. Sự việc cứ quyết định như vậy, mọi người tan cuộc. Một người đầy rượu, như hữu đạo đích thân ra cửa tiến khách. Nhìn Long phiếm hải đi xa, hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, sau đó quay trở về viện. Trước khi đi, Côn Lâm có nói gì không? trước đó vội vàng ứng phó với Long Phiếm Hải không thể quan tâm Côn Lâm bây giờ hắn mới có thời gian rảnh để hỏi Tần Quan đáp không nói gì ạ à, chỉ nhờ báo lại y về trước Ngưu Hữu đạo khẽ gật đầu Tần Quan nói cũng không biết mấy nhà kia bí mật mưu đồ chuyện gì mà gạt chúng ta sang một bên chúng ta có cần đến đó hay không Ngưu Hữu đạo hừ khinh thường cứt chó bày ra ắt có ruồi bu đến làm tốt chuyện của mình là được Tần Quan ngạc nhiên Ngưu Hữu đạo ví von cái kiểu gì vậy Kha Định Kiệt dần dần ngưỡng mộ phong cách cử trọng nhược khinh, giải quyết việc gì cũng thật nhẹ nhàng của Ngưu Hữu Đạo, cười nói, xem ra trưởng lão đã thu được một người hầu tốt. Bên kia có tin tức gì, y còn biết kịp thời đến thông báo cho trưởng lão. Ngưu Hữu Đạo thở dài, chân đạp hai bên há có dài lâu. Y do dự như vậy, sẽ chỉ khiến cho thiên hỏa giáo càng phiền lòng về y hơn. Minh thường dễ tránh, ám tiến khó phòng, cộng thêm tính cách của y, tình cảnh của y lại càng thêm nguy hiểm. Đối với điều này, hai người Tần Kha cũng chẳng biết nên nói gì cho phải. Dù sao Côn Lâm cũng lấy danh nghĩa thiên hỏa giáo đến đây rèn luyện, tất nhiên là phải đi theo thiên hỏa giáo rồi. Bên trong một lầu các tại thành vấn thiên, sau khi nghe Long Phiếm Hải bẩm báo lại, Huyền Diệu đang dựa vào lan can bỗng nhiên quay người nhìn Long Phiếm Hải. Hắn ta có thể cảm nhận được Long Phiếm Hải đang sợ, cũng có thể đoán ra được Long Phiếm Hải vì Trần An như hữu đạo mà nịnh nọt hắn không ít. Việc này cũng nằm ngoài dữ liệu của hắn ta, mang rượu thịt đến bầy tiệc đãi khách, không nghĩ đến nhiều hữu đạo vẫn còn có thể nói ra mấy lời như vậy. nói cách khác, người không moi được tin tức gì, chỉ cùng hắn uống rượu, còn thiếu chút nữa gặp nguy hiểm. huyền diệu lạnh lùng hỏi một câu, long phiếm hải thở ra một ngụm rượu, quản sự nói không sai, tên này không phải kẻ lương thiện, ta phải mau chóng ra tay mới được, nếu không, còn không biết sẽ chọc ra chuyện gì nữa. huyền diệu hừ lạnh, biết thì tốt, mau đi sắp xếp đi. sau nửa đêm tiếng gõ cửa kinh động đến như hữu đạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa trong phòng bên ngoài vang lên giọng của tần quan trưởng lão như hữu đạo chậm rãi mở mắt vào đi tần quan bước vào bước đến gần hai tay dâng lên một tờ mật tín trưởng lão đây là bản hồi đáp của thánh tôn Ồ như hữu đạo lập tức nhận lấy chỉ thấy trên tờ giấy có ghi bốn chữ thánh duyệt đã biết ánh mắt như hữu đạo hơi lấp lóe cũng không biểu lộ bất luận thái độ gì thăm dò của hắn đã có kết quả lúc này chỉ nói, lấy bút mực đến đây. Tần quan sửng sốt nhưng vẫn làm theo. Đợi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Nghiêu Hiếu Đạo lập tức dựa vào bàn, tần quan ở một bên mài mực, nhìn thấy nội dung Nghiêu Hiếu Đạo viết mà cảm thấy nhức răng. Trường lão Trần Tình với Thánh Tôn, viết lại nội dung Long Phiếm Hải đến điều tra nội dung Trần Tình. Viết xong, hắn đặt giấy bút xuống, thổi khô mực rồi đưa cho tần quan, đưa cho Thánh Tôn. Tần quan cảm thấy đổ mồ hôi lạnh dùm Long Phiếm Hải, thuận miệng hỏi một câu, trưởng lão, không phải ngài nói với Long Phiếm Hải chỉ là nói đùa thôi sao? Như Hữu đạo ghé mắt nhìn Y cũng không nhìn ra nơi đây là nơi nào sao? Trên địa bàn của người ta còn có thể nói thật. Ngươi muốn chó cùng rứt rậu để người ta giết chúng ta trước à? Tần Quan hiểu nhưng rồi vẫn không hiểu. Vậy vì sao ngài lại nói thật ngay từ đầu? Nói cái gì người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, muốn bẩm báo chi tiết với Thánh Tôn? Như Hữu đạo chế diếu không hù dọa Y một chút, Y có thể khách sáo với chúng ta sao? Tần Quan bừng tỉnh chính là trước hù dọa, sau ổn định. Sau khi đã hiểu rõ đạo lý bên trong, y không nhịn được cười, nhìn đồ trong tay mình, sau đó chắp tay nói, tử kim động chúng ta có thể phái trưởng lão chủ trì việc rèn luyện, đây chính là phúc của tử kim động chúng ta. Hai người chúng ta có thể đi theo trưởng lão, đây cũng chính là phúc của chúng ta, học được từ trưởng lão không ít thứ. Có trưởng lão ở đây, hai đệ tử chúng ta ít ra cũng không còn sợ hãi. Trưởng lão chính là chủ tâm cốt của chúng ta, mặc dù lời nói hơi buồn nôn một chút, nhưng y thật sự bội phục như hữu đạo. Y phát hiện vị trưởng lão này là người dám nghĩ dám làm. chương 1542, bắt huyền diệu. Y thậm chí cảm thấy may mắn vì có nghiêu trưởng lão ở đây. Nếu đổi lại là những người khác, ngay cả sư phụ của y, dựa vào hiểu biết của mình về sư phụ, y thật sự không biết sư phụ có thể làm gì với thế cục trước mắt, ít ra không dám hành động giống như nghiêu trưởng lão. Nghiêu hữu đạo nói, được rồi, mấy lời nịnh bợ thì không cần nói, trước đi làm việc đi. Vâng, Tần Quan lĩnh mệnh lui ra, nhanh chóng gửi thư Trần Tình đi. Nưu Hữu đạo lấy ra một tấm bản đồ, là tấm bản đồ mà Thường Thanh Sơn cho hắn. Dưới ánh đèn, hắn tìm được thánh địa của chín thánh. Hắn rút kiếm đặt sang một bên, sau đó cầm vỏ kiếm trên tay làm thước, ngón tay chỉ vào vị trí Thủ Khuyết Sơn Trang, kéo thẳng đến Thành Vân Thiên, rồi làm dấu trên vỏ kiếm. Sau đó lại tiếp tục đo khoảng cách từ Thủ Khuyết Sơn Trang đến Hoang Trạch Tử Địa. Hắn so sánh hai nơi với nhau căn cứ vào thời gian phi cầm bay, đại khái tính ra được khoảng cách giữa hai bên, rồi lại so sánh tỷ lệ giữa bản đồ và địa hình thực tế, từ đó rút ra được kết quả cho mình. hắn bấm ngón tay tính toán thời gian qua lại của kim xí. căn cứ vào kinh nghiệm của hắn về tốc độ bay của kim xí, hắn có thể tính ra được khoảng cách kim xí lần này bay được bao xa. ngón tay lại đo đạc trên chiều dài vỏ kiếm. về sau, một đầu của vỏ kiếm điểm vào vị trí thành vấn thiên, vòng một vòng làm trung tâm, tính ra được phạm vi bay đại khái của kim xí ngón tay nghiêu hữu đạo lại làm dấu trên tấm bản đồ dễ dàng cho việc kiểm tra sau này. hắn chống tay lên bàn xem kỹ tấm bản đồ. trong phạm vi vừa đi vừa về của kim sĩ, thánh địa đại la, thánh địa thiên ma, thánh địa băng tuyết, thánh địa thiên mục, thánh địa vô hư, thánh địa vô minh đều bị loại ra khỏi phạm vi bay của kim sĩ. những thứ nằm ngoài vòng tròn này thì có thể không cần cân nhắc. dù sao khi kim sĩ đến nơi cũng phải cần thời gian xem xét. trong phạm vi phi hành của kim Sí chỉ có thánh địa đại nguyên thánh địa thiên lam và thánh địa vô song nghiêu hữu đạo dùng móng tay thuận tiện vẽ một vòng tròn làm dấu trên tấm bản đồ gần vòng tròn nhất chính là thánh địa thiên lam cũng chính là thánh tôn quản lý vô biên các lam đạo lâm vẻ mặt nghiêu hữu đạo trở nên đăm chiêu căn cứ vào suy tính thời gian nếu không có tình huống nào đặc biệt nếu đối phương cũng không giữ kim xí quá lâu thánh tôn mà hắn trần tình rất có thể là lam đạo lâm nếu giữ kim xí lâu hơn một chút thánh địa đại nguyên và thánh địa vô song đều có khả năng nếu là Thánh Địa Đại Nguyên, đinh vệ chính là người của Thánh Địa Đại Nguyên. Hắn đứng trước tấm bản đồ, đốt đèn chống kiếm, suy nghĩ rất nhiều, cẩn thận thăm dò. Trong lúc đang thất thần, Kha Định Kiệt gõ cửa bước vào, lúc này Ngưu Hữu Đạo mới giật mình bừng tỉnh. "Trưởng lão, xin hỏi có cái gì phân phó không?" Kha Định Kiệt hỏi một câu, y vẫn luôn phụ trách canh giữ xung quanh, vừa nãy đổi ca với Tần Quan, thấy phòng của Ngưu Hữu Đạo vẫn còn sáng đèn, lập tức bước vào hỏi một câu nghiêu hữu đạo lắc đầu người đi nghỉ ngơi trước đi kha định kiệt nhìn tấm bản đồ ngạc nhiên hỏi đây là bản đồ thánh cảnh ngụ ý tò mò không biết tấm bản đồ ở đâu ra nghiêu hữu đạo gật đầu là bản đồ thánh cảnh mới tìm được từ giá sách nếu các ngươi có thời gian rảnh cũng có thể tìm hiểu hiểu thêm về địa hình thánh cảnh cũng không có gì xấu đối với các ngươi khi gặp chuyện cũng có thể đem ra làm tham khảo vâng kha định kiệt gật đầu trong lòng ngược lại muốn biết địa hình chỉnh thể của thánh cảnh là như thế nào nhưng bây giờ trưởng lão đang xem y không tiện quấy dày thấy không còn phân phó nào khác y lập tức cáo lui nghiêu hữu đạo một đêm không ngủ sau khi tắt đèn hắn đặt kiếm bên gối một mình chìm trong bóng tối ánh mắt thâm thúy khi mặt trời lên cao trưởng lão các phái lại tập trung tại phòng của thái thúc sơn hải ở tuần cha ti sau khi thương lượng một phen mọi người muốn đến yêu hồ ti tìm nghiêu hữu đạo nhưng vừa mới đi được không bao xa bọn họ bị người của phiêu miểu cắt chặn lại người giữ chắp tay nói chư vị huyền quản sự triệu kiến mọi người nhìn nhau cũng không còn cách nào khác chỉ có thể đi theo người kia khi đến cổng yếu địa trung tâm thành nội bọn họ nhìn thấy người quen nghiêu hữu đạo cũng đến chư vị khí sắc không tệ nhỉ nghiêu hữu đạo chắp tay vui vẻ chào hỏi thái độ mọi người đều lạnh nhạt không ai đáp lời có mấy người nhịn không được nhìn nghiêu hữu đạo nhiều hơn một chút thấy động tác tiện tay chống kiếm mà đi của hắn khi bước vào chính đường mọi người mới phát hiện chấp sự tám ti có liên quan đã đến trước đứng một hàng bên trái dưới sự ra hiệu của người dẫn đường tám vị trưởng lão đứng sang bên phải đối diện với tám vị chấp sự lão đệ tối hôm qua nghỉ ngơi như thế nào long phiếm hải đứng đối diện lên tiếng chào nghiêu hữu đạo vẻ mặt tươi cười nghiêu hữu đạo chắp tay vẫn còn tốt đa tạ long huynh chiếu cố long phiếm hải cười ha hả không cần khách sáo cần gì cứ lên tiếng Y vừa nói xong, đám người Thái Thúc Sơn Hải đều trao đổi ánh mắt với nhau, trong lòng thầm nhủ, xem ra Côn Lâm Thụ nói không sai. Đừng nói bọn họ, ngay cả bảy chấp sự các ti khác cũng cảm thấy nghi hoặc. Mọi người chờ một lát, Huyền Diệu bước từ đằng sau ra, người hai bên đều chắp tay hành lễ. Huyền Diệu phất tay, ra hiệu miễn lễ. Hắn ta nhìn trưởng lão tám phái, sau đó nhìn chằm chằm vào Ngưu Hữu Đạo vẫn đang rất bình tĩnh, hỏi tám vị trưởng lão đã quen thuộc với trụ sở được an bài cho mình chưa. Rất tốt, mọi người đồng thanh lên tiếng. Huyền Diệu nói, đừng ngại, hôm nay ta gọi các người đến đây, còn có chấp sự tám thi, chính là muốn giải quyết vấn đề trước mặt. Qua một đêm rồi, nếu các người phát hiện nơi ở không quen, có vấn đề gì thì cứ nói ra. Vì phối hợp với đốc cha của các người, chúng ta sẽ nghĩ hết biện pháp để giải quyết. Đừng khách sáo, có vấn đề gì cứ nói. Chỉ cần không vi phạm quy định, có thể thay đổi, chúng ta sẽ tận lực sửa chữa. Có thể có vấn đề gì, cùng lắm là cảm thấy thái độ của các ti đối với mình không tốt nhưng mọi người không dám nhắc đến sợ đắc tội với các ti đều là những người lăn lộn lâu như vậy cái gì có thể nói cái gì không thể nói ai cũng đều nắm chắc bây giờ chỉ cần nghe thôi đừng cho là thật nếu không sẽ tự tìm phiền phức đương nhiên như hữu đạo ở yêu hồ ti lại không tồn tại vấn đề này long phiếm hải đối xử với hắn rất khách sáo rất nhiệt tình đợi một lát huyền diệu hỏi thế nào không có vấn đề gì sao nghiêu hữu đạo lên tiếng nhìn chằm chằm long phiếm hải không có vấn đề gì long phiếm hải mỉm cười đáp lại ngoài mặt thì tỏ ra hài lòng với câu trả lời của đối phương nhưng trong lòng lại thầm nói bây giờ tạm để cho ngươi nhẹ nhõm về sau sẽ có lúc ngươi phải khóc trạm gác ngầm mà y tạm thời sắp xếp đã phát hiện sau nửa đêm nghiêu hữu đạo lại thả kim xí cũng không biết đang dở cho quỷ gì nhưng lại càng khiến cho y hạ quyết tâm không thể lưu lại nghiêu hữu đạo cần phải mau chóng diệt trừ nghiêu hữu đạo đã nói như vậy Bảy người còn lại đều trả lời một cách mơ hồ, nói không có vấn đề gì. Huyền Diệu nói, "Được, nếu mọi người đều hài lòng với sắp xếp hiện tại, vậy thì không có vấn đề gì. Ta sẽ báo lên trên như thế. Được rồi, không có chuyện gì khác, mọi người trở về chỗ của mình, làm những gì mình cho là đúng." "Vâng." Mọi người chắp tay lên tiếng lĩnh mệnh. Trong lúc muốn rời đi, bên ngoài có người nhanh chân bước vào, dẫn đầu là đinh vệ, sau lưng còn có bốn người mặc áo choàng. Mọi người đang định bước ra ngoài, nhưng vì đinh vệ xông thẳng vào, không khỏi lui trở lại. Tiên sinh, huyền diệu chắp tay hành lễ, chủ động tránh khỏi vị trí chính vị. Đinh vệ bước đến chỗ chính vị, ánh mắt đảo qua mọi người, hỏi một câu tất cả tập trung ở đây để làm gì. Chỉ là muốn kiểm tra lại tình hình ăn ở của thành viên đốc cha. Huyền diệu đáp, chương 1543, hiện tại vẫn chưa đạt đến hỏa hầu. Đinh vệ từ chối cho ý kiến chuyện này, ánh mắt dừng lại trên mặt nghiêu hữu đạo một chút, sau đó quay sang nhìn huyền diệu, Đột nhiên nói, bắt Huyền Diệu lại. A, à, Huyền Diệu ngạc nhiên ngẩng đầu, cho rằng mình nghe lầm. Nhưng sự thật chứng minh hắn ta không nghe lầm, bốn người hộ tống đình vệ nghe lệnh cùng nhau tiến lên, chế trụ Huyền Diệu ngay tại chỗ, quạt ngược cánh tay của hắn ta, ấn vai hắn ta xuống. Những người có mặt tại hiện trường đều giật nảy người, không biết tại sao lại như vậy. Vừa rồi Huyền Diệu còn cao cao tại thượng, vênh vào đắc ý, vì sao đảo mắt đã bị bắt. Huyền Diệu vùng vẫy, lớn tiếng nói, tiên sinh, thuộc hạ không phạm tội vì sao lại bị bắt đinh vệ nói có phạm tội hay không kiểm chứng xong sẽ nói bây giờ ngươi chỉ cần phối hợp thẩm vấn có lời gì thì ngươi cứ nói trong lúc thẩm vấn không nên kêu gào ở đây dẫn đi hai người đang khống chế huyền diệu lập tức giải đi huyền diệu vô cùng sốt ruột và sợ hãi thỉnh thoảng quay đầu nhìn đinh vệ mặt không thay đổi cũng không dám kêu gào gì nữa hiện trường yên lặng như muốn đóng băng đinh vệ hờ hững nói như hữu đạo lưu lại những người khác giải tán vâng mọi người lĩnh mệnh rời đi. Khi bảy trưởng lão các phái bước ra ngoài, bọn họ không ngừng quay đầu nhìn nhau, không biết đinh vệ giữ một mình như hữu đạo ở lại để làm gì. Trong nội đường chỉ còn lại một mình như hữu đạo, đinh vệ phất tay, tùy tùng hai bên cũng bước ra ngoài. Lúc này thật sự chỉ còn lại hai người, đinh vệ khoác áo choàng nửa thân chậm rãi bước đến trước mặt như hữu đạo, hỏi là người trần tình với thánh tôn, cáo trạng huyền diệu. Y đã chạy suốt đêm đến đây sở dĩ chạy đến đột ngột như vậy là vì hôm qua y nhận được pháp chỉ bảo phiêu miểu các nghiêm túc điều tra việc huyền diệu có phải đang dùng việc công báo thổ tư trả đũa nghiêu hữu đạo hay không việc này không đáng y phải ra mặt nhưng y vẫn phải đích thân đến bây giờ y cũng không thể xác định là nghiêu hữu đạo chỉ là việc này xảy ra quá đột ngột ngoại trừ nghĩ đến nghiêu hữu đạo y thật sự không nghĩ ra được người nào khác nghiêu hữu đạo khách sáo chắp tay đúng hắn thẳng thắn thừa nhận khóe miệng đinh vệ hơi căng ra Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nói nhỏ, cùng lắm cũng chỉ là ân oán cá nhân. Nói lớn, thân phận nghiêu hữu đạo bày ra ở đó, huyền diệu đang nhắm vào thành viên đốc cha mà thánh tôn đã chỉ định. Người có chứng cứ chứng minh huyền diệu dùng công báo thổ tư, trả đũa người không? Đinh vệ lạnh lùng hỏi một câu, nghiêu hữu đạo nói chỉ căn cứ vào đủ loại dấu hiệu mà phán đoán thôi. Đinh vệ nói, nói cách khác, người không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ là dựa vào suy đoán của ngươi chỉ dựa vào suy đoán mà đã dám trần tình với thánh tôn, lá gan của ngươi không nhỏ nhỉ. Như hữu đạo đáp, đúng là ta có hướng thánh tôn trần tình, còn việc có chứng cứ hay không không phải việc ta cân nhắc. Nên xử lý thế nào, thánh tôn tự có phán xét. Thánh tôn có xử phạt ta, ta xin nhận, tiên sinh, nếu ta đã không để ý đến mà phạm phải sai lầm, ý của ngài là đang nhắc nhở ta, về sau khi không có bằng chứng thiết thực, ta không thể bẩm báo lên thánh tôn. Khóe miệng đinh vệ lại càng căng ra hơn, lồng ngực phập phồng vì giận đối phương nhìn thì giống như cung kính nhưng thật ra trong bông có kim đang chống đối y đem thánh tôn ra dọa y nhưng y vẫn cố kềm chế lửa giận trong lòng giải thích một chút ta không có ý này chỉ cần trong phạm vi quyền lực và trách nhiệm đốc cha của ngươi ta sẽ không quấy dày y không có khả năng cảnh cáo nghiêu hữu đạo nói rằng không có chứng cứ thì không được trần tình với thánh tôn nghiêu hữu đạo hơi hạ thấp người tạ tiên sinh thông cảm ta cũng không có ý gì khác thân đã chịu thánh mệnh chỉ muốn dốc công dốc sức không dám lười biếng mà thôi chỉ cần phát hiện bất kỳ dị thường nào ta không dám giấu giếm tuyệt không dám lửa gạt thánh tôn tốt rất tốt đinh vệ gật đầu sau đó lạnh lùng nói cút đi nghiêu hữu đạo chắp tay lĩnh mệnh rồi quay người rời đi đinh vệ đứng nghiêm nhìn theo bóng lưng nghiêu hữu đạo hơi nheo mắt sát cơ hiện lên trong tình huống bình thường y có thể lập tức làm thịt nghiêu hữu đạo nhưng nói đi thì phải nói lại trong tình huống bình thường Nghiêu Hữu Đạo cũng sẽ không dám nói chuyện với y như vậy. Bây giờ Nghiêu Hữu Đạo ỷ vào thân phận, ỷ vào quyền sinh sát không nằm trong tay Phiêu Miểu Các, không người nào của Phiêu Miểu Các dám công khai động đến hắn. Trước khi Huyền Diệu bị bắt, hắn còn không dám nói ra những lời đó. Bây giờ nhìn thấy Huyền Diệu bị bắt, nắm được thái độ của Thánh Tôn, hắn đã dám. Chậm rãi dạo bước ra khỏi chính đường, đinh vệ hất áo khoác sau lưng bước xuống bậc thang, thẳng đến nơi giam giữ thẩm vấn Huyền Diệu lần này y đích thân chạy đến đây là vì huyền diệu có y tỏa trấn có thể phòng ngừa thế lực khác nhúng tay vào thẩm vấn huyền diệu huyền diệu có trả đũa nghiêu hữu đạo hay không trong lòng y biết rất rõ nhất định là có mà trong đó nhiều ít cũng có y ngầm đồng ý chỉ là trưởng lão một môn phái lại dám chỉ kiếm vào người của y quả thật không để y vào mắt y đã nói muốn lột ra nghiêu hữu đạo nhưng trước đó có ngao phong đứng ra làm chứng khiến cho y không có lý do dùng sức với nghiêu hữu đạo để Ngưu Hữu Đạo thoát được một kiếp. Bây giờ Ngưu Hữu Đạo lắc mình biến hóa, trở thành đốc tra nhằm vào Phiêu Miểu Các. Y không thể công khai ra tay, tất nhiên là ngầm cho phép thuộc hạ bên dưới mình âm thầm mưu hại. Ai cũng không nghĩ đến Ngưu Hữu Đạo không có bằng chứng, chỉ dựa vào suy đoán đã dám trần tình với Thánh Tôn, lá gan đúng là không nhỏ. Mà trong trường hợp không có bằng chứng, Thánh Tôn đã đích thân lên tiếng yêu cầu điều tra. Huyền Diệu là thủ hạ tâm phúc của Đinh Vệ, rất nhiều chuyện bí mật đều phải qua tay Huyền Diệu y không thể không giữ huyền diệu, sợ liên lụy đến y, huyền diệu biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Vấn đề là, cũng chính vì chuyện này, ngay cả thủ hạ tâm phúc còn không giữ được, về sau làm sao mà phục chúng. Bảo đảm huyền diệu sẽ rước lấy chút nghi ngờ, nhưng y vẫn phải làm, và đây cũng là nguyên nhân y đích thân chạy đến đây. Như Hữu đạo vừa bước ra khỏi phủ đệ trung tâm, hai người tần, kha đang chờ bên ngoài vội chạy lên tiếp ứng. Như trưởng lão, đám người Thái Thúc Sơn Hải cũng đang chờ bên ngoài lập tức tiến lên. Đi, như hữu đạo không để ý đến bọn họ, dẫn hai người Tần Kha rời đi. Hai người Tần, Kha trao đổi ánh mắt, phát hiện trưởng lão của mình chẳng nề mặt trưởng lão bảy phái gì cả, nhưng theo như hữu đạo lâu như vậy, bọn họ ít nhiều cũng hiểu được phong cách làm việc của trưởng lão mình. Hắn làm vậy tất có nguyên nhân, đám người Thái Thúc Sơn Hải ngạc nhiên nhìn nhau. An Thủ Quý nói nhỏ, cũng không biết đinh vệ giữ một mình hắn ở lại để nói thứ gì. Đầu tiên, thái độ của chấp sự yêu hồ ti long phiếm hải trở nên nhiệt tình với nghiêu hữu đạo bây giờ lại đơn độc nói chuyện với đinh vệ rõ ràng rất kỳ lạ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì trong lòng mọi người giống như có con mèo đang cào mọi người tập hợp lại với nhau thầm thầm thì thì cũng không để ý đến mặt mũi đuổi theo thẳng đến yêu hồ ti của nghiêu hữu đạo khi nghiêu hữu đạo vừa đặt chân vào cửa viện đám người kia đã đuổi kịp trưởng lão huyết thần điện mai trường hồng kêu lên như trưởng lão dừng bước nghiêu hữu đạo ngừng lại quay người lại hỏi có chuyện gì. Mai Trường Hồng nói, như trưởng lão, chuyện thương lượng rút thăm trước đó ở thủ khuyết Sơn Trang vẫn còn chắc chắn chứ. Ông ta cũng không nói thẳng là liên hợp đối kháng phiêu miểu các, là bởi vì ngoài cổng có thủ vệ của phiêu miểu các, có mấy lời không thể để cho phiêu miểu các biết được. Như hữu đạo cũng liếc mắt nhìn thủ vệ kia, là khúc linh côn. Hôm qua đã trực, hôm nay lại đến phiên, chương 1544, bế môn canh một. Hắn quay lại nhìn mọi người, hời hợt nói một câu, nói chuyện với đám người sắp chết các người, còn cái gì có thể nói chứ? Dứt lời, hắn quay người bước lên bậc thang, đi thẳng vào trong. Một đám người còn muốn đuổi vào trong nội viện, ai ngờ vừa mới chạm bậc thang, như hiểu đạo ở trong vọng ra một câu, đóng cửa, không có lệnh của ta, không cho phép bất cứ một ai tiến vào. Người nào vào, giết không tha, cạch, tần quan và kha định kiệt nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Ăn bế môn canh, thậm chí thiếu chút nữa bị cánh cửa đập vào, trưởng lão các phái đứng ngoài cửa nghẹn họng nhìn nhau chỉ là tường cao không ngăn được bọn họ bọn họ nhảy vào là có thể vào nhưng quy củ chính là bức tường cao nhất thế gian ai dám có thể xông vào thử một chút như hữu đạo đã nói giết không tha đương nhiên hai thủ hạ lính tôm tướng cua của hắn chẳng làm được chuyện giết không tha đối với bọn họ vấn đề là tự tiện xông vào một khi ra tay chuyện sẽ lớn lên phiêu miểu các không phải là nơi bọn họ muốn làm gì thì làm không ăn được thì ôm đi tưởng mình là cái thá gì chứ? An thủ quý hừ một tiếng, quay người bước xuống bậc thang. Một đám người rời khỏi cổng, chậm rãi rời khỏi. Trưởng lão Hoàng Phủ Kim của Thanh Nguyệt Sơn Trang thấp giọng hỏi, hắn nói chúng ta là người sắp chết, lời này là có ý gì? Có trời mới biết là có ý gì? Tóm lại, sắc mặt mọi người đều ngưng trọng, nhìn biểu hiện của Ngưu Hữu Đạo, khẳng định là không muốn liên hợp với bọn họ, chuẩn bị đơn đả độc đấu. Nhưng đơn đả độc đấu có bằng liên hợp không? Xem ra, nghiêu hữu đạo đã biết thứ gì đó thái độ của long phiếm hải còn có đinh vệ một mình tra hỏi là ví dụ chứng minh rất tốt bởi vì nghiêu hữu đạo trong lòng mọi người đều lo lắng khúc linh côn canh giữ ngoài cổng nhìn theo một đám người rời đi vừa rồi gã tận mắt nhìn thấy phát hiện nghiêu hữu đạo hoàn toàn không để mắt đến đám người này nhưng bọn họ không ai tức giận việc này quả thật thú vị gã chuẩn bị trở về báo cáo cho người sau lưng mình trong đình viện tần quan tự mình pha nước trà đặt trước mặt nghiêu hữu đạo kha định kiệt ra ngoài điều tra cũng đã quay lại cười nói trưởng lão bọn họ đi hết cả rồi không đi còn có thể xông vào sao như hữu đạo nói một câu rồi cầm lấy chén trà kha định kiệt do so dự một chút hỏi do trưởng lão bọn họ nói hẳn là chuyện liên hợp đối kháng Hấp một ngụm nước trà như hữu đạo buông chén trà xuống bọn họ không phải muốn gạt chúng ta sang một bên sao kha định kiệt nói trưởng lão thứ cho ta nói thẳng bây giờ không phải là lúc tức giận một mình chiến không bằng liên hợp như hữu đạo lắc đầu chúng ta cầu bọn họ không bằng bọn họ cầu chúng ta cố gắng nhịn đi bây giờ hỏa hầu vẫn chưa đến các ngươi không cần lo lắng việc này ta tự có cân nhắc nói xong hắn mỉm cười chuyện mà chúng ta trần tình với thánh tôn đã có kết quả vừa rồi huyền diệu đã bị bắt a à, hai người đều kinh ngạc sau đó mừng rỡ tần quan cao hứng nói đó là chuyện tốt huyền diệu đang có thủ với chúng ta có thể giải quyết y cũng không tệ Nghiêu Hữu Đạo nói các ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Thành Vấn Thiên là trung tâm của phiêu miểu các ở Thánh Cảnh. Huyền Diệu có thể thay đinh vệ quản lý mọi việc ở đây, tất nhiên là tâm phúc của đinh vệ rồi. Có đinh vệ ở đây, mà y lại còn chấp trưởng phiêu miểu các, mấy chuyện không có bằng chứng này không thương tổn được huyền diệu đâu. Hai người cao mày, tần quan hỏi, đã biết không gây thương tổn được cho y, cớ gì trưởng lão còn chọc y, chẳng phải khiến cho y hận càng thêm hận. Kha định kiệt than thở, đúng vậy, trưởng lão, vì tức giận nhất thời thì không đáng. Ngài làm như vậy hơi không để ý hậu quả rồi, phiêu miểu cắt sẽ không bỏ qua cho ngài đâu, sớm muộn gì cũng sẽ tính sổ với ngài, chúng ta còn có đường lui à, lấy đấu cầu sinh là lựa chọn duy nhất, các ngươi không cần lo lắng, nên làm như thế nào, trong lòng ta biết rõ. Kha Định Kiệt, người hãy mang tấm bản đồ đặt trên giá sách ngày hôm qua cho tần quan xem kỹ một chút đi. Vâng, đợi hai người rời khỏi phòng, Nhiều Hữu Đạo đứng dậy bước ra cửa, ho khan một tiếng khúc linh côn đang trông coi ngoài cửa bước vào rút trong tay áo ra một thứ được bọc giấy dầu đưa cho hắn đồng thời nhắc nhở một câu thức ăn đưa thêm cho bữa ăn nghiêu hữu đạo gật đầu hiểu ý của gã muốn vào người ta cũng phải tìm lý do để bàn giao nên nói đưa thêm đồ ăn cho hắn trong điện lao đinh vệ nhìn khẩu cung người bên dưới đưa lên phát hiện không có vấn đề gì ném bản khẩu cung trở lại bảo người không có phận sự lui hết còn mình đi sâu vào trong điện lao nghe được tiếng bước chân thấy đinh vệ xuất hiện ngoài cửa nhà giam huyền diệu lập tức bước lên cách một hàng rào hỏi tiên sinh là nghiêu hữu đạo cáo trạng sao y không ngốc người thẩm vấn hỏi một chút y đã biết là đang điều tra y dùng việc công báo thủ riêng đinh vệ gật đầu chuyện không có bằng chứng sẽ không sao đâu nhưng bây giờ cũng không thể thả ngươi ngay lập tức được nếu không có vẻ ta đang bao che cho ngươi quá rõ ràng ngươi tạm thời ở lại đây ba ngày tiếp thêm mấy lần thẩm vấn nữa vâng huyền diệu lên tiếng tiên sinh đang bảo vệ cho y, khiến y nhẹ nhàng thở ra. Nếu làm căng, không chết cũng phải bị lột ra, đột nhiên bị nhốt vào nhà giam như vậy, đúng là rất mất mặt, trong lòng y tránh không được oán hận nói, tên nghiêu hữu đạo này quá cản rỡ rồi, không có bằng chứng lại dám trần tình với Thánh Tôn. Đêm hôm qua hắn thả kim xí, không biết lại báo với Thánh Tôn chuyện gì. Đêm qua lại gửi trình báo, Đinh Vệ đang muốn rời đi, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi. Đúng vậy, Huyền Diệu gật đầu, suy nghĩ một chút rồi bổ sung, chính xác mà nói, theo yêu hồ ti báo lại, hẳn là vào một canh giờ trước khi trời sáng. Sau khi để Kim Xí đưa tin không lâu, hắn một lần nữa xuất phát. Đinh Vệ bước đến cửa nhà giam, vẻ mặt hoài nghi. Ngoại trừ việc này, hắn còn báo cái gì nữa không? Báo cáo liên tiếp như vậy, có cái gì không thể báo cáo cùng một lúc chứ? Vì sao lại muốn quấy rầy Thánh Tôn liên tục như vậy? Nhất định là đã có chuyện gì rồi. Có phải các người đã làm gì hắn hay không? chúng thuộc hạ không làm gì hắn cả huyền diệu nói được một nửa bỗng khựng lại có một số việc không biết có nên nói hay không đinh vệ đoán chừng hắn ta đang nhớ đến điều gì trầm giọng nói nói huyền diệu do dự một chút rồi đáp tiên sinh sau khi phát hiện hắn có hành động trình báo chấp sự yêu hồ ti long phiếm hải đã từng mang rượu và thức ăn đến nhà muốn tìm hiểu vì sao hắn lại trình báo lúc đó hắn cũng đã chụp mũ long phiếm hải nói long phiếm hải muốn dò xét nội dung hắn thông tin cho thánh tôn nói là sẽ báo cáo cho thánh tôn biết sắc mặt đinh vệ thay đổi nổi giận quát ngu xuẩn các ngươi đang làm gì vậy ai bảo các ngươi tìm hiểu thư gửi thánh tôn chứ huyền diệu vội giải thích tiên sinh không có chuyện như vậy nhưng nói đến chuyện lập lờ nước đôi này quả là không tiện giải thích rõ y chỉ có thể đem những gì long phiếm hải trải qua bẩm báo lại để đinh vệ tự phân tích cuối cùng y nhấn mạnh một câu, lúc đó Ngưu Hữu Đạo nói hắn chỉ đang nói đùa. Nói đùa, hy vọng chỉ là trò đùa, không liên quan gì đến chuyện này. Đinh vệ hừ một tiếng, sau đó quay người bỏ đi. Tiên sinh, tiên sinh, huyền diệu ghé vào hàng rào hô vài tiếng nhưng không khiến đinh vệ quay đầu lại, trong lòng thấp thỏm không thôi. Sau khi đinh vệ rời khỏi địa lao, lập tức cho người gọi chấp sự yêu hồ ti long phiếm hải đến, hỏi thăm tình huống một cách cặn kẽ. Sự tình đã đến nước này, Long phiếm hải biết đinh vệ đang hoài nghi chuyện gì, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Được biết huyền diệu bảo Long phiếm hải đi tìm hiểu tin tức, đinh vệ không khỏi tức giận. Huyền diệu lại che giấu y điều này. Theo lý, chuyện này rất bình thường, cũng không tính là vấn đề quan trọng, cũng không tra ra được ý của Thánh Tôn. chương 1545, Bế Môn Canh Khai Bọn họ chỉ muốn biết nghiêu hiểu đạo bẩm báo chuyện gì với Thánh Tôn, vì thế mới mang rượu thịt đến dò xét hai câu, nhưng điều tra nội dung gửi cho thánh tôn việc này giải thích rõ sao đoán chừng người làm cũng không nghĩ đến hậu quả lại như vậy nếu chuyện này bị người hữu tâm báo lên trên vậy thì nó chẳng còn là việc nhỏ điều tra thư gửi thánh tôn nói chán sống thì còn tạm được nếu thật sự bị chụp cái mũ này nhất định sẽ làm cho thánh tôn mẫn cảm vô cùng chạm đến vảy ngược của thánh tôn dám nhìn trộm bí mật của thánh tôn cái này còn phải nói sao bây giờ còn chưa biết nghiêu hữu đạo có phải báo cáo việc này hay không nếu là thật, huyền diệu sai khiến Long phiếm hải sẽ gặp phiền phức lớn rồi. Một khi Long phiếm hải khai ra huyền diệu, đinh vệ y khẳng định không bảo vệ được. Mà một khi lộ ra chuyện huyền diệu là thủ hạ tâm phúc của đinh vệ y, thánh tôn còn không nghi ngờ đinh vệ y giáp tâm sao. Giết Long phiếm hải diệt khẩu, Long phiếm hải sớm không chết, muộn không chết, lúc này lại chết, tưởng thánh tôn là kẻ ngu sao. Nếu thật sự làm như vậy, bùn rơi trong đúng quần không phải phân cũng là phân. Bước qua bước lại trong đại sảnh, đinh vệ dừng lại trước mặt long phiếm hải nhìn chằm chằm vào hai mắt của y lúc đó có bao nhiêu người nghe được cuộc đối thoại của các người long phiếm hải đưa tay lau mồ hôi lạnh hẳn là năm sáu người đinh vệ nổi giận rốt cuộc là năm hay sáu người long phiếm hải bình tĩnh lại suy nghĩ một chút là sáu bên cạnh nghiêu hữu đạo có hai người bên cạnh thuộc hạ có bốn tùy tùng đinh vệ nói đi gặp nghiêu hữu đạo mang theo nhiều người bên cạnh như vậy để làm gì long phiếm hải không phản bác được lúc không có chuyện gì làm cái gì cũng đúng nhưng một khi có việc cái gì cũng đều sai y có thể nói gì được chứ đinh vệ hỏi tiếp người có thể đảm bảo bốn người bọn họ chết cũng không hé miệng không long phiếm hải vội vàng nói tiên sinh yên tâm đi thuộc hạ không đảm bảo người bên cạnh như hiếu đạo có im miệng hay không nhưng bốn người bên phía thuộc hạ thuộc hạ đảm bảo bọn họ sẽ ngậm miệng đinh vệ nói người định làm sao để bọn họ ngậm miệng long phiếm hải nói thuộc hạ sẽ khiến cho bọn họ biến mất Đánh giám, đinh vệ vốn có tu dưỡng không khỏi văn tục, lúc này diệt khẩu, người tưởng người khác là kẻ ngốc sao. Người có tin người sẽ bị thánh tôn đích thân đưa đến thẩm vấn không? Người xác định mình có thể đứng vững trước thiên uy của thánh tôn. Long phiếm hải gấp lên, tiên sinh, vậy phải làm sao bây giờ? Đinh vệ nói, đám tùy tùng của ngươi có biết huyền diệu sai ngươi đến tìm hiểu tin tức không? Long phiếm hải lập tức bảo đảm, không biết hạ, thuộc hạ làm việc, sao có thể đem chuyện của cấp trên rêu rao khắp nơi chứ? Đinh vệ đặt tay lên vai y, nếu không phải trình báo việc này thì thôi, còn nếu là việc này, người biết nên nói như thế nào chứ? Ta cần phải nhắc nhở ngươi một chút, một khi huyền diệu xảy ra chuyện, người thi hành là ngươi cũng không chạy thoát được. Long phiếm hải run lên trong lòng, hiểu ý của đối phương. Cho dù y có khai ra huyền diệu, y cũng có tội. Cho dù y có tránh được một kiếp, người trước mắt cũng sẽ không bỏ qua cho y. Y run giọng nói, việc này không liên quan đến huyền quản sự, là thuộc hạ nhất thời hiếu kỳ tìm hiểu thôi." Đinh Vệ vui mừng, vỗ vào bả vai của y, "Nếu việc này có thể thuận lợi vượt qua, ta cam đoan tiền đồ của ngươi sẽ sáng lạn. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người nhà của ngươi ở thế tục sẽ có người chiếu cố." Long Phiếm Hải giật mình, mở to mắt, chuyện người nhà ngoài thế tục của y là việc rất bí mật, không nghĩ đến vị này đã biết từ trước. Nhưng y không nghĩ đến một việc, Đinh Vệ cầm quyền trực luân phiên phiêu miểu các, nếu không khống chế nổi y, há lại dùng y sao? Đối mặt với cái nhìn chăm chú của đối phương, Long Phiếm Hải ảm đạm cúi đầu, là thuộc hạ sơ sót. Khi Huyền quản sự nói Nưu Hữu Đạo không phải là loại lương thiện, thuộc hạ phải nên phòng bị. Khi bị Nưu Hữu Đạo chụp mũ lung tung, thuộc hạ nên tỉnh táo, ra tay trước khi hắn hành động, không cho hắn có cơ hội làm loạn. Đinh Vệ nói, bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng thôi. Nếu động đến hắn, cơn giận lôi đình thánh tôn giáng xuống, một người có liên quan cũng đừng hòng chạy thoát. Người ta từng bước đến trước mặt của ngươi, chỉ cần chậm một bước sẽ nhận lấy hậu quả của việc chậm một bước có lẽ chúng ta suy nghĩ quá nhiều người tạm thời yên tĩnh lại đừng lộ manh mối gì cũng đừng làm loạn hiểu không long phiếm hải nói rõ đinh vệ phất tay long phiếm hải chắp tay lui lại quay người rời đi đinh vệ chậm rãi bước ra ngoài đứng dưới mái hiên thì thầm ở bên ngoài khuấy gió nổi mưa thì cũng thôi đi lại dám quấy đến thánh cảnh của ta lá gan của ngươi không nhỏ ta thật sự đã quá xem thường ngươi rồi Long phiếm hải trên đường đi, gương mặt hiện lên sự thất vọng. Sau khi tỉnh táo lại, y đột nhiên tăng tốc độ. Yêu hồ ti, có người gõ cửa tiểu viện như hữu đạo. Côn lâm thụ đến, cửa mở hé ra một khe hở, tần quan thò đầu nhìn ra ngoài, thấy đám người thái thúc sơn hải. Côn lâm thụ nói, ta muốn gặp đạo gia, làm phiền thông báo một tiếng. Y thật sự không muốn đến, nhưng đám người thái thúc sơn hải sau khi thương lượng xong, trong lòng thật sự không chắc chắn. Một câu người sắp chết của Ngưu Hữu Đạo khiến nội tâm bọn họ bất ổn, liền đánh chủ ý lên đầu Côn Lâm Thụ, đẩy y làm tiên phong. An Thủ Quý còn lấy thân phận trưởng lão Thiên Hỏa giáo bức bách, Côn Lâm Thụ không thể không đến. Tần Quan nhìn một vòng, sau đó cười nói, "Côn huynh, thật sự xin lỗi. Bây giờ Ngưu trưởng lão có chuyện quan trọng, không tiếp khách. Xin trở về cho." Côn Lâm Thụ quay lại nhìn những người đằng sau, "Ta chỉ gặp một lát thôi, sẽ không quấy rầy quá lâu." Tần quan lại thấp giọng trả lời, trưởng lão nói ngài ấy đang nghĩ biện pháp, bảo mọi người tạm thời ủy khuất một khoảng thời gian. Thật ra y không biết câu này của Ngưu Hữu Đạo là có ý gì, chỉ biết dựa theo lời của Ngưu Hữu Đạo dặn dò, mời trở về đi. Dứt lời, y đóng cửa cạch một tiếng, côn lâm thủ kinh ngạc nhìn cánh cửa đóng chặt, sau đó chậm rãi quay người bước xuống bậc thang, đến trước mặt an thủ quý, trưởng lão, đạo gia không muốn gặp ta, ta cũng không còn cách nào khác. Đạo gia, đạo gia, kêu thân mật nhỉ, An thủ quý hử lạnh, đây là chủ tử của ngươi sao? Ta thấy hình như hắn không quản sống chết của ngươi. Ông ta quay sang nhìn những người khác, người ta đã sĩ diện như vậy, chúng ta còn ỉ lại làm gì, chẳng lẽ còn phải quỳ xuống cầu xin hắn sao? Đi thôi, nói xong, ông ta rời đi đầu tiên, mọi người vội bước theo đằng sau. Côn lâm thu im lặng, y đã quen với cảm giác dày vò khi bị kẹp giữa, chỉ yên lặng rời đi theo. Nhưng đi chưa được mấy bước, y phát hiện người trước mặt ngừng lại. Y ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy chất sự yêu hồ ti đang bưng hai hộp cơm đi đến. Mọi người vội tránh sang một bên, khi đi qua, Long phiếm hải còn hỏi một câu, ở đây làm gì vậy? Lần này, y một người cũng không mang, một mình mang theo đồ ăn. Mọi người không biết trả lời như thế nào. Long phiếm hải vốn định tức giận nói vài câu nhưng có vết xe đổ nghiêu hữu đạo trước đó, y không dám trêu chọc những thành viên đốc cha này nữa, nói xong lập tức bước qua ngay. Bước đến trước bậc thang, thấy cánh cửa đóng chặt, Long phiếm hải ra hiệu với khúc linh côn đang chắp tay hành lễ. Khúc linh côn bước nhanh lên bậc thang, gõ cửa, như trưởng lão, như trưởng lão, chấp sự đến, mau mở cửa. Chờ một lát, cánh cửa mở ra, tần quan ló đầu ra ngoài, mỉm cười xin lỗi, khúc huynh, vừa rồi chắc huynh cũng nghe thấy, bây giờ trưởng lão không tiếp khách. Khúc linh côn quay sang nhìn long phiếm hải, long phiếm hải cười nói, người nói với như huynh đệ là ta đến. Ta đã chuẩn bị rượu ngon, thức ăn nông, muốn uống với nghiêu huynh đệ hai chén. Vừa nói, y vừa nhấc nhấc hộp cơm trên tay, chương 1546, ba ngày báo cả ba ngày. Y không muốn ngồi im chờ chết, nghĩ đến nghĩ lui, một khi có việc, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, chuẩn bị bỏ công sức trên người nghiêu hữu đạo. Tần quan nói, xin lỗi, trưởng lão nói, ai cũng không gặp. Nói xong, y rụt đầu trở về, đóng cánh cửa cái rầm. Khúc linh côn mở to mắt, cảm thấy giật mình, không nghĩ đến nghiêu hữu đạo lại càn rỡ như vậy. Người đang ở trên địa bàn yêu hồ ti, thế mà lại không nể mặt chấp sự của yêu hồ ti. Chỉ là một cánh cửa, có thể ngăn được chấp sự yêu hồ ti sao? Cho thể diện mà hắn cũng không cần. Khúc Linh côn tưởng Long Phiếm Hải sẽ tức giật, ai ngờ nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt Long Phiếm Hải rất khó coi, tinh thần xa sút giống như cha chết mẹ chết chậm rãi xoay người rời đi. Khúc Linh Côn có thể nói là kinh ngạc vô cùng, chuyện gì xảy ra vậy, y không biết, Trước đó đã có sự giận dò của đinh vệ, lúc này Long Phiếm Hải không dám làm loạn, nào dám xông vào chứ. Sau khi Long Phiếm Hải ăn bế môn canh xong, trong lòng đã đoán ra được kết quả. Kiếm sĩ trình báo lần thứ hai, 89 phần 10 là tố giác y. Một chút hy vọng cuối cùng đã tan vỡ, kinh ngạc hơn chính là đám người thái thúc Sơn Hải. Bọn họ nhìn Long Phiếm Hải tinh thần chán nản đi lướt qua người, có thể nói là khiếp sợ đến cực điểm. Chuyện gì đang xảy ra thế? Đường đường là chấp sự yêu hồ ti lại ăn bế môn canh trên địa bàn của mình. Nhất là biểu hiện như đưa đám của Long Phiếm Hải, hẳn không phải là đang diễn kịch cho bọn họ xem. Không cần thiết phải làm như vậy, cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ cảm thấy khó mà tin được. Rốt cuộc yêu hồ ti là địa bàn của ai, tại sao bọn họ lại cảm thấy yêu hồ ti lộn xộn như vậy. Nhìn cánh cửa đóng chặt, rồi nhìn bóng lưng cô đơn của Long Phiếm Hải, mọi người cả nửa ngày vẫn chưa tỉnh hồn. Khúc Linh Côn đứng trên bậc thang, một lúc lâu sau vẫn khó lấy lại tinh thần. Mọi người đứng bên đường nhìn trái nhìn phải, rồi lại nhìn nhau. Người nào cũng muốn nói rồi lại thôi, cũng không biết nên nói gì cho phải. Bọn họ nhận được đãi ngộ như thế nào ở Các Ti, bọn họ tất nhiên biết rõ. Có thể nhìn bọn họ mà đừng có biểu hiện gì là tốt lắm rồi, nào giống như biểu hiện của Long Phiếm Hải, đích thân mang rượu thịt đến cầu gặp một lần. Ở Ti của bọn họ, bọn họ có nghĩ cũng không dám nghĩ. Trước đó bọn họ đã từng nghe Côn Lâm Thụ nói Long Phiếm Hải đích thân vì Nghiêu Hữu Đạo mà bày rượu thịt đãi khách. Về sau thấy Đinh Vệ nói chuyện một mình với Nghiêu Hữu Đạo. Bây giờ lại tận mắt nhìn thấy Nghiêu Hữu Đạo một chút mặt mũi cũng không cho Long Phiếm Hải, quả thật là một sự trà đạp. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bọn họ thật sự không biết rõ, nhưng bọn họ ý thức được, dưới cục diện chật vật ở đây, Nghiêu Hữu Đạo đã mở ra được cục diện trước bọn họ. Câu người sắp chết lại càng là cái gai trong thịt của bọn họ. Lúc này, bọn họ rất muốn tìm Ngưu Hữu Đạo nói chuyện một lần. Nhưng bọn họ sao cũng không bỏ được mặt mũi của mình mà đi cầu Ngưu Hữu Đạo. Huống chi Ngưu Hữu Đạo nói không gặp, ngay cả Long Phiếm Hải cũng không nể mặt, thậm chí bọn họ còn cho rằng Long Phiếm Hải đang gặp tai nạn nào đó. Lúc này gặp mặt cũng không có ý nghĩa, tự tìm khó xử mà thôi. Khụ khụ, Thái Thúc Sơn Hải ho khan hai tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó nói không cần vội vã. Chúng ta về thương lượng lại một chút. Mọi người tìm được bậc thang, lên tiếng đồng ý, mỗi một bước đi đều rất cẩn thận, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn chỗ ở của Ngưu Hữu Đạo. Ngay cả Côn Lâm Thụ đang đi theo đằng sau mọi người cũng rất kinh ngạc, trong lòng không khỏi suy nghĩ lời nói của Tần Quan, không biết là có ý gì. Thật ra Ngưu Hữu Đạo chẳng làm gì cả, hắn đang ở trong đình viện, dưới ánh sáng tự nhiên, cầm một tờ giấy xem qua những chuyện mà Khúc Linh Côn ghi lại. Căn cứ vào tình huống mà Khúc Linh Côn cung cấp, hắn đại khái đoán được Chín đại thánh địa thay phiên nhau chấp trưởng phiêu miểu các. Ai chấp trưởng cũng sẽ đổi người phụ trách ti chủ yếu thành người của mình. Ví dụ như sau khi đinh vệ tiếp nhận phiêu miểu các, người toàn bộ ti đều được đổi thành người của đinh vệ. Chấp sự yêu hồ ti long phiếm hải thật ra cũng chỉ vừa mới lên chức chưa được bao lâu. Đối với điều này, nhiều Hữu Đạo cũng có thể hiểu. Nếu chỉ chấp trưởng phiêu miểu các không thì vô dụng, đinh vệ không đổi người phụ trách các ti thành người của mình, hiệu lệnh sẽ không có tác dụng. Tiếng bước chân truyền đến. Nghiêu Hữu Đạo thuận tay đem một tờ giấy khác đè lên tấm bản đồ. Trên bàn đặt tấm bản đồ thành vấn thiên, người bên cạnh thấy thì không sao, có thể nói nó có sẵn trong thư phòng. Những tình huống liên quan đến phiêu miểu các, tuyệt đối không được để người khác nhìn thấy. Trong thư phòng có thứ này sao? Không giải thích được, bây giờ hắn không muốn người khác biết hắn có cấu kết với nội bộ phiêu miểu các. Việc này hắn còn đang suy nghĩ. Sau khi xem xong nội dung trên tờ giấy, hắn sẽ tiêu hủy. Tần quan bước vào, cười nói, trưởng lão, người đã đi hết rồi." Nưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm tấm bản đồ, cũng không ngẩng đầu, khẽ gật đầu, biểu hiện đã biết. Tần Quan không nói gì thêm, bước ra khỏi đình, đến bên cạnh Kha Đình Kiệt đang phụ trách cảnh giới. Hai người đồng loạt nhìn người đang chăm chú xem bản đồ trong đình, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Mặc dù trước đó như trưởng lão đã cho bọn họ thấy hắn rất có năng lực, nhưng lại không có cảm giác gặp thịt thấy xương bằng những chuyện trải qua sau này. Nhìn hành động của bảy phái trước đó là như thế nào lại còn gạt bọn họ sang một bên bây giờ thì ra sao còn năn nỉ muốn gặp bọn họ ngay cả chất sự yêu hồ ti long phiếm hải cũng bị trưởng lão thu thập phải ngoan ngoãn ngay cả tức giận cũng không dám mà người đang dựa vào bàn trong bình viện kia hầu như không bước ra khỏi cửa nhưng lại dẫn dắt hết thảy mọi thứ bên ngoài không phải bọn họ xem thường sư tôn của mình mà trưởng lão của tử kim động cũng không ít nhưng có đảm lược và dám làm mọi việc bọn họ cho rằng phóng mắt toàn bộ tử kim động cũng không tìm ra được người thứ hai, khiến hai người âm thầm cảm thán không thôi. Hai người vốn đã phục, trải qua chuyện lần này, lại càng phục tùng hơn, cũng dần dần yên tâm hơn, cảm giác trên người như trưởng lão giống như có một loại mị lực đặc biệt. Chỉ cần có như trưởng lão ở đây, bọn họ sẽ an toàn, sự bất an biến mất, thay vào đó là bình tĩnh. Dưới bầu trời đầy sao, tất cả vẻ đẹp đều trở nên mông lung. Trong đình đài, toa như lai đẩy tấm màn tơ, dạo bước ra sân thượng, thuận tay tiếp nhận đồ mà người hầu đưa đến. Người đưa đồ đứng thẳng như cột đình, thân hình gần như giấu đằng sau cây cột trong bóng tối. Ông ta mở tờ giấy, nhờ ánh sáng của sao trời. Toa như lai từ trước đến giờ không có bất kỳ biểu hiện gì trên gương mặt lại mỉm cười, đúng là thứ không biết an phận, liên tục dâng hai bức thư, làm cho ngay cả đinh vệ cũng cảm thấy bất an. Xem ra, chúng ta không nhìn lầm người, hắn đúng là có gan, ông ta nghiêng đầu sang, có thể giúp hắn thì tận lực giúp hắn ngươi hãy sắp xếp cho thật tốt vâng vương tôn lên tiếng trong bóng tối sau đó do dự nói hắn hiển nhiên là có lo nghĩ liên tiếp đưa ra yêu cầu muốn gặp ngài toa như lai nói hắn muốn gặp ta là có thể gặp sao tên nhóc này chẳng phải người tốt còn có thể thoát thân hay không còn chưa biết bây giờ gặp hắn hắn vì tự vệ không lôi ta xuống nước mới là lạ muốn gặp ta thì phải có tư cách gặp ta bây giờ chưa đến lúc gặp hắn việc này ngươi nhất định phải cẩn thận đừng để cho người ta hoài nghi đến ngươi Vương Tôn hiểu ý của Toa Như Lai, một khi gã bại lộ, đồng nghĩa với việc vị trước mắt cũng sẽ bại lộ. Mặc dù không rõ rốt cuộc người này muốn làm gì, nhưng gã vẫn đáp vâng, tiên sinh yên tâm, không có vấn đề gì đâu. Ánh mắt gã thoáng nhìn một thân ảnh thướt tha đang đi tới cách đó không xa, nhìn qua là biết người phụ nữ kể cận Toa Như Lai, liền thấp giọng nói thuộc hạ cáo lui trước. Chương 1547, Lam Minh đến điều tra một. Toa Như Lai ừm một tiếng, thân ảnh Vương Tôn dễ ngang, nhanh chóng biến mất trưởng lão qua nửa đêm ngoài cửa truyền đến giọng nói của tần quan nghiêu hữu đạo đang khoanh chân ngồi tính tỏa chậm rãi thu công mở mắt ra vào đi tần quan bước vào đóng cửa lại bước nhanh đến trước mặt nghiêu hữu đạo dâng lên một phần thư trưởng lão thánh tôn có hồi đáp nghiêu hữu đạo lập tức đưa tay tiếp nhận chỉ thấy bên trên vẫn là bốn chữ thánh duyệt đã biết mài mực nghiêu hữu đạo nói xong bước xuống giường đi qua đi lại suy nghĩ trong phòng tần quan bước đến bên cạnh bàn đốt đèn lên sau đó mài mực nghiêu hữu đạo bước đến nâng bút chấm mực hàng đầu tiên chính là lời chào thánh tôn tần quan đứng ngoài quan sát y hoài nghi nghiêu hữu đạo đang trần tình với thánh tôn quả nhiên là như vậy nhưng y nghĩ không ra chẳng lẽ còn có gì cáo trạng hay sao y vắt hết óc để suy nghĩ nhưng vẫn cảm thấy không có cái gì để nói sau khi nhìn thấy nội dung mà nghiêu hữu đạo viết y không khỏi ngạc nhiên phát hiện lần này không phải là cáo trạng Chăm chú nhìn một hồi, y phát hiện trưởng lão đang đưa ra yêu cầu với thánh tôn. trưởng lão cho rằng phương thức đốc tra hiện tại hơi bị thiếu sót. người phân về đốc tra các ti cố nhiên không có vấn đề, nhưng lại bị hạn chế, từ đó mang đến khó khăn cho người đốc tra. ý kiến của trưởng lão là đốc tra các ti vẫn như trước nhưng tốt nhất đừng nên ước thúc thành viên đốc tra. trong tình huống cần thiết, có thể đến các ti khác để điều tra. để thuận tiện cho việc đốc tra, trưởng lão thỉnh cầu cho thành viên đốc tra phi cầm cỡ lớn. điều kiện cuối cùng trưởng lão cảm thấy bên cạnh không đủ nhân thủ đáng tin cậy muốn côn lâm thụ bên phía thiên hỏa giáo đến hiệp trợ hắn có thể thuận tiện cho hắn làm việc đương nhiên cũng có lý do đầu tiên côn lâm thụ không được chào đón bên phía thiên hỏa giáo bị chèn ép nội chiến giữa côn lâm thụ và thiên hỏa giáo sẽ ảnh hưởng đến việc đốc cha của thiên hỏa giáo nếu để côn lâm thụ đến bên cạnh hắn hiệp trợ hắn sẽ càng phát huy tác dụng lớn hơn tiếp theo côn lâm thụ vốn luận võ thua trong tay hắn trở thành người của hắn sự việc đã đáp ứng, sao không thể không thực hiện được. Vì thế hắn mới để cho Côn Lâm thuộc tiếp tục dùng danh nghĩa của thiên hỏa giáo tham gia rèn luyện. Cuối cùng, trưởng lão hy vọng Thánh Tôn có thể ân chuẩn. Viết xong, đặt bút xuống, cầm tờ giấy lên, như hữu đạo đưa cho tần quan bên cạnh, gửi cho Thánh Tôn. Tần quan thổi khô mực trên tờ giấy, có chút lo lắng, vì sao trước đó trưởng lão không báo cáo cùng một lúc, cứ liên tiếp quấy giày Thánh Tôn như vậy thích hợp sao? Từng bước một đến, tất nhiên có từng bước một ứng phó nghiêu hữu đạo chỉ đáp lại một câu cũng không nói rõ ý đồ có một số việc nhắc nhở một chút là được có thể lĩnh hội được thì lĩnh hội không thể lĩnh hội được thì thôi không có thiên phú học tập có nói rõ cũng chẳng học được cái gì tần quan suy nghĩ một chút rồi gật đầu y nhìn nội dung trên tờ giấy nhịn không được thở dài vì côn lâm thụ trưởng lão xem như phí tâm rồi bây giờ y đã hiểu vì sao trước đó trưởng lão lại bảo y phân phó cho côn lâm thụ nghiêu hữu đạo nói đã theo ta bây giờ tình huống của y quá khó khăn ta tất nhiên không thể không để ý đến ánh mắt tần quan hơi phức tạp có thể cảm nhận được trường lão vì bảo vệ côn lâm thụ mà tốn biết bao nhiêu tâm huyết nghiêu hữu đạo thở dài hai ta cũng đã làm hết sức mình rồi bây giờ chỉ nghe ý trời thôi tạm thời thử một lần thánh tôn có đồng ý hay không còn chưa chắc đi đi mau gửi cho thánh tôn vâng tần quan lĩnh mệnh mà đi cái gì lại gửi bản trình báo thứ ba đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa trong thư phòng Đinh vệ nghe báo lại, không khỏi bật dậy. Long phiếm hải liên tục gật đầu, đúng vậy, thuộc hạ bên dưới bẩm báo, ta một khắc cũng không dám chậm trễ, lập tức đến đây bẩm báo với tiên sinh. Đinh vệ hơi nhăn mặt, đi qua đi lại, báo liên tiếp ba ngày. Tên nhóc này rốt cuộc muốn làm gì, còn có chuyện gì đáng giá cho hắn trần tình sao? Long phiếm hải nói, thuộc hạ cũng khó hiểu, nghĩ mãi cũng không thông. Thuộc hạ muốn phái người chặn đường người đưa tin, xem hắn đã viết cái gì, nhưng do gửi cho thánh tôn thuộc hạ không dám vọng động đinh vệ im lặng suy nghĩ một lúc lâu sau miệng khẽ nói đến gây sự đi long phiếm hải vội vàng hỏi tiên sinh vậy bây giờ chúng ta phải làm sao y hy vọng tình huống có thể xuất hiện biến số đinh vệ liếc xéo còn có thể làm sao chờ cứ xem tình huống mà định bây giờ cái gì cũng không nên làm đương nhiên y có thể hiểu được tâm trạng của long phiếm hải nhưng hai người đang đứng trên cao trình độ nặng nhẹ khi bị chạm cũng không giống nhau y không hy vọng chuyện bị làm lớn ra, cũng không hy vọng mình trở thành cái gai trong mắt những người có dụng ý khó dò kia. Đúng vậy, chỉ có thể chờ. Bây giờ, đinh vệ còn chưa thể xác nhận hoàn toàn Nghiu Hữu đạo có phải đã báo cáo chuyện Long Phiếm Hải hay không, nhiều ít vẫn hy vọng bọn họ suy nghĩ nhiều. Y biết, nếu có chuyện, phản hồi hẳn hôm nay sẽ có. Cửa một đêm không đóng, khi trời tờ mờ sáng, thuộc hạ từ ngoài cửa trực tiếp tiến vào, bẩm báo với đinh vệ đang ngồi xếp bằng trên giường, tiên sinh người của Thánh Địa Thiên Lam đến. Lam Minh Đích Thân mang một số người đến, Thánh Địa Thiên Lam, người nên tới vẫn sẽ tới. Đinh vệ đang ngồi khoanh chân trên giường lẩm bẩm một câu. Người khác có lẽ không biết, nhưng y lại biết rõ đối tượng thành viên đốc tra các phái liên hệ sẽ là ai. Kim sĩ đưa đến các phái đều phải trải qua tay y sắp xếp, y làm sao mà không biết. Y đứng dậy bước ra cửa, khi tiến vào chính đình, y nhìn thấy hơn 10 người, người áo xanh đang đứng trang nghiêm. Người đàn ông dẫn đầu khẽ gật đầu, ánh mắt rủ xuống. Đinh vệ biết người này, chính là con trai của Lam Đạo Lâm, Lam Minh. Nhìn thấy đinh vệ, Lam Minh chắp tay áo có theo hình hai con rồng, mỉm cười nói, đinh huynh, chúng ta đã lâu không gặp. Đinh vệ bước đến trước mặt hắn ta, nhìn một đám người, lãnh đạm hỏi, người đến đây để làm gì? Lam Minh cười nói, đinh huynh không biết thật, hay là giả bộ hồ đồ không biết? Đinh vệ nói, ta chẳng có thời gian chơi với ngươi. Nếu không có việc gì, xin thứ cho ta không phụng bồi. Lam Minh giống như cười mà không phải cười, một tay luồn vào tay áo bên kia móc ra một cái lệnh bài, giống lệnh bài trưởng quản phiêu miểu các của đinh vệ như đúc. Chín thánh đều có tấm lệnh bài này, đại diện cho chín người đều có thể hiệu lệnh phiêu miểu các. Khi trực luân phiên, đến phiên nhà ai chấp trưởng, vị thánh tôn đó sẽ giao lệnh bài cho người mình chỉ định đến phiêu miểu các nhậm chức. Hắn ta hướng tấm lệnh bài cho đinh vệ xem, phụng pháp chỉ thiên lam thánh tôn đến tra án. Đinh huynh, có cần kiểm tra lại thật giả hay không? Đinh vệ nhìn tấm lệnh bài, tra cái gì? Lam Minh nói, chuyện huyền diệu dùng công báo thủ tư, trả đũa thành viên đốc cha do Thánh Tôn chỉ định đã có kết quả chưa? Đinh vệ đáp, người đã bị bắt, quá trình kiểm chứng cũng đã có kết quả, người có thể điều tra bất cứ lúc nào, không cần đến hỏi ta. Lam Minh nói, tạ Đinh Huynh đã nhắc nhở, hắn ta cúi đầu nhìn tấm lệnh bài trong tay, bỗng nói, chấp sự yêu hồ ti long phiếm hải có ở đây không? Đinh vệ lập tức hiểu ra, quả nhiên là chuyện này, nhưng ngoài mặt lại nói tìm y có chuyện gì lam minh nói có chuyện cần tìm y xác nhận một chút làm phiền đinh huynh gọi người đến đinh vệ hỏi chuyện gì lam minh nói đinh huynh chấp trưởng phiêu miểu các ta nghĩ có một số việc không thể gạt được mắt đinh huynh cần chi phải vòng vo có người báo cáo long phiếm hải có ý định điều tra thư gửi thánh tôn đinh vệ nói còn có chuyện này sao lam huynh tạm thời nghỉ lại đây chỉ là việc nhỏ phiêu miểu các sẽ tự điều tra sau đó sẽ báo cáo lại thánh tôn chương 1548, Lam Minh đến điều tra hai Lam Minh cười lạnh, không cần làm phiền phiêu miều các. Lá gan không nhỏ, dám điều tra thư gửi Thánh Tôn, đây là việc nhỏ sao? Hắn ta dơ lệnh bài lên cho đinh vệ xem lần nữa, Thánh Tôn có lệnh, lệnh cho ta đích thân đến cha. Nếu đinh huynh cảm thấy quyết định của Thánh Tôn không ổn, có thể từ chối. Đinh vệ im lặng, biết việc này đã chạm đến vảy ngược của Lam Đạo Lâm, chọc cho Lam Đạo Lâm tức giận. Lam Đạo Lâm không tin phiêu miều các, sợ phiêu miểu các có người bao che, cho nên mới phái người nhà đến điều tra. Suy nghĩ một chút, y chậm rãi quay đầu lại, dặn dò một câu, gọi Long phiếm hải đến đây. Rõ, có người lĩnh mệnh rời đi, Lam Minh mỉm cười, chậm rãi thu hồi lệnh bài trong tay. Đinh vệ bước đến trước hai bước, sóng vai cùng Lam Minh, nhưng một người hướng mặt ra trước, một người hướng mặt ra sau. Đinh vệ nghiêng đầu, thì thầm vào tai của Lam Minh, mặc dù vô biên các hoang vu không thú vị, nhưng cũng là nơi người có thể làm chủ một phương. Thiên Lam Thánh Tôn để cho ngươi trông coi Vô Biên Các, duy trì một khoảng cách, cũng chính vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi lại không thành thật ở lại Vô Biên Các, hết lần này đến lần khác ỉ lại thánh cảnh không đi, cô phụ thành ý, đối với ngươi cũng chẳng có chỗ tốt. Gương mặt Lam Minh hơi căng ra, đa tạ Đinh huynh có lòng tốt nhắc nhở, nhưng ngươi không khỏi quản hơi bị nhiều rồi. Làm người đừng quá tuyệt tình, thiên uy khó dò lắm. Đinh Vệ đưa tay vỗ bả vai của y, làm ra vẻ nói đến thế thôi, sau đó quay người rời đi mặc kệ những người còn lại chỉ để một thủ hạ phối hợp không bao lâu sau long phiếm hải được người dẫn đến nhìn cặp mắt lạnh lùng của lam minh tinh thần và thể xác của long phiếm hải phát lạnh sắc mặt vô cùng khó coi bắt lại lam minh hất cằm lập tức có mấy người áo xanh tiến lên chế trụ long phiếm hải ngay tại chỗ long phiếm hải không dám phản kháng sợ hãi nói lam tiên sinh đây là ý gì tìm nơi thẩm vấn lam minh nói với tên thủ vệ đinh vệ lưu lại vâng người kia lĩnh mệnh sau đó đưa tay mời, dẫn một đám người đến lao ngục thẩm án thành vấn thiên. Tiến vào lao ngục không bao lâu, một đám người áo xanh bao gồm luôn thành viên của phiêu miểu các chạy ra, dẫn nhiều hữu đạo, tần quan, Kha Định Kiệt và bốn tùy tùng đi theo long phiếm hải hôm đó, không sót một người nào đến lao ngục. Đám người thái thúc sơn hải tận mắt nhìn thấy nhiều hữu đạo bị mang đi. Bọn họ vốn muốn đến nhà bái phỏng lần nữa, ai ngờ còn chưa gõ cửa nhà nhiều hữu đạo, cánh cửa đã mở ra. Bọn họ nhìn thấy một đám người áo xanh cùng với người của phiêu miểu các nhảy vào bên trong, sau đó mang ba người của tử kim động ra ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người không biết vội đuổi theo, kết quả dừng bước bên ngoài lao ngục. Bọn họ không biết chỗ có người chấn giữ đó là nhà giam, chỉ biết mình vào không được, hỏi thủ vệ ngoài cổng mới biết được đây là lao ngục quan nhân thành vấn thiên. Nghiêu hữu đạo bị bắt, mọi người đều hoảng hốt, không biết chuyện gì xảy ra. Hôm qua còn thấy Nghiêu hữu đạo phách lối, tại sao hôm nay lại như vậy? xảy ra chuyện gì trưởng lão huyết thần điện mai trường hồng hỏi một câu nhìn chằm chằm vào cổng nhà giam thái thúc sơn hải hư lạnh ai mà biết được chuyện gì dù sao cũng chẳng phải chuyện tốt tên kia làm người phách lối gặp báo ứng không phải rất bình thường sao một đám người đứng ngoài cổng chờ một lát hỏi ngục tốt tìm hiểu cũng không hỏi được chuyện gì cũng không thể cứ ở đây mãi cuối cùng để đệ tử trong phái ở lại theo dõi còn mình thì về trước giữa trưa nhiều hữu đạo tần quan và kha đình kiệt từ trong nhà giam bước ra biểu hiện giống như không có việc gì, về thẳng yêu hồ ti. Đệ tử các phái đang giám sát nhanh chóng trở về bẩm báo. Đinh Vệ đang đứng dưới mái hiên cũng nhận được tin tức tương tự. Một khắc Lam Minh đến đây, mặc kệ Long Phiếm Hải khai hay không khai, Đinh Vệ biết vận mệnh của Long Phiếm Hải đã được chú định. Có một số việc chính là tàn khốc như vậy, y thậm chí có thể nghĩ đến, Lam Minh được phái đến đây, chính là muốn để cho cha hắn ta nhìn thấy. Vì thế Lam Minh sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để có được kết quả mong muốn không có khả năng đến rồi về tay không, nhất định sẽ cho cha của hắn ta một câu trả lời. Y hy vọng khi chạm mặt Lam Minh vừa nãy, Lam Minh sẽ nghe lọt lời nhắc nhở của Y, làm việc không quá tuyệt tình. Y cũng hy vọng Lam Minh biết rõ, Y không phải là không có năng lực phản kích. Người có thể làm mùng một, ta có thể làm ngày rằm. Y mong đảm bảo được một mạng cho huyền diệu. Đương nhiên, Y không quá lo lắng về kết quả điều tra. Cho dù Long Phiếm Hải không chịu được khai ra huyền diệu, huyền diệu nhất định sẽ thủ khẩu như bình sẽ không để mọi chuyện liên lụy đến y. Có thể xem huyền diệu là tâm phúc, y vẫn có nắm chắc nhất định. Điều y lo lắng nhất chính là bản trình báo thứ ba của Ngưu Hữu Đạo, không biết Ngưu Hữu Đạo đã báo cáo thứ gì. Có một số việc liên quan đến y, y cảm nhận được rất rõ ràng, biết huyền diệu đã sai lầm vì không để Ngưu Hữu Đạo vào mắt. Cho dù muốn báo thù Ngưu Hữu Đạo, cũng không nên uy hiếp Ngưu Hữu Đạo, không nên để Ngưu Hữu Đạo biết hắn ta sớm muộn gì cũng tìm Ngưu Hữu Đạo tính sổ. Ngưu Hữu Đạo không có chuyện ngồi đó chờ chết đây chính là phản kích của hắn. Một tờ trình báo không đủ đưa huyền diệu vào chỗ chết. Tờ trình báo thứ hai chẳng khác nào tăng giá thêm lần nữa, gián tiếp muốn bức huyền diệu vào chỗ chết. Nhưng y không biết, Thánh Tôn chưa chắc đã nghĩ như vậy. Chẳng lẽ y phải bẩm báo với Thánh Tôn, nói rõ nhân quả trong đó, chứng minh huyền diệu hoàn toàn uy hiếp nghiêu hữu đạo. Như vậy chẳng khác nào huyền diệu đang đả kích trả thù. Nếu thực sự như thế, y biết chuyện không báo, biết rõ chân tướng mà không tra, ý đinh vệ y muốn như thế nào nội dung tờ trình báo thứ ba rốt cuộc là gì y ngay cả một chút dấu vết để suy nghĩ cũng không tìm được đột nhiên y cảm thấy tình huống đã vượt ra khỏi sự khống chế của y không rõ mọi việc mới là chuyện khiến người ta cảm thấy kinh khủng nhất sẽ còn không biết chuyện gì giáng xuống đầu nhưng bây giờ y không thể làm gì nghiêu hữu đạo thậm chí ngay cả đi gặp nghiêu hữu đạo cũng không thích hợp y phải bày ra thái độ đứng ngoài mọi chuyện nội dung bản trình báo thứ ba là gì y cứ suy nghĩ mãi, đưa ra phán đoán về mặt thời gian. Y đoán chừng Lam Minh cũng không biết, trên đường Lam Minh đến đây, hẳn bản trình báo thứ ba vẫn còn đang trên đường. Cứ hết bản trình báo này đến bản trình báo khác, khiến Đinh Vệ cảm thấy, đây chính là một kế hoạch tỉ mỉ. Chỉ là một trưởng lão tử kim động, nhưng lại dám khống chế phiêu miểu các, kéo luôn cả thánh tôn vào, lá gan này rốt cuộc lớn bao nhiêu. Y không hiểu, chẳng lẽ như hữu đạo không biết hậu quả của việc làm này sao? Người trên tay Y Muốn giết chết Ngưu Hữu Đạo cũng không khó, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, nhưng vì sao Ngưu Hữu Đạo vẫn đắc tội Đinh Vệ y? Vấn đề là thủ pháp của Ngưu Hữu Đạo rất chuẩn xác. Đinh Vệ muốn phản kích không được, không phản kích cũng không được, bị uy hiếp mà không thể phát lực. Vì sao Ngưu Hữu Đạo dám làm như vậy? Hay là hắn có át chủ bài nào giấu đằng sau? Bản trình báo thứ ba khiến Đinh Vệ nghĩ không thấu, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an. Đích thân lính giáo sự khó chơi của Ngưu Hữu Đạo, bây giờ y hơi hối hận tên kia đã bị đẩy ra khỏi thánh cảnh y cần gì phải phân cao thấp tranh mặt mũi với la phương phỉ có việc cũng là do la phương phỉ làm ra để la phương phỉ chịu trách nhiệm là được tại sao nhất định phải bắt nghiêu hữu đạo trở về y biết rất rõ rất nhiều chuyện luôn tồn tại quan hệ nhân quả nếu không bắt nghiêu hữu đạo trở về thái thúc sơn thành và triều kính sẽ không phân cao thấp thái thúc sơn thành cũng sẽ không tiết lộ bí mật giữa nghiêu hữu đạo và triều kính y cũng sẽ không đi tìm bí ẩn phía sau cũng không để Huyền Diệu thăm dò nghiêu hữu đạo, tất nhiên sẽ không có chuyện phiền toái trước mắt. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, sự việc đến nước này rồi, có hối hận cũng vô dụng. Chương 1549, treo xác thị chúng. Hoàng ban đến, chắp tay nói với đinh vệ đang đứng dưới mái hiên, tiên sinh. Đinh vệ hỏi, tất cả thành viên đều sắp xếp thỏa đáng chưa? Hoàng ban đáp, đều thỏa đáng rồi ạ, thành viên các phái đều đã được đón đi, các ti cũng đã xác nhận đúng chỗ, hết thảy bình thường. Ừm, đinh vệ gật đầu, tình huống có biến, thành viên rèn luyện không cần phải giám sát nữa. Ngươi rảnh rỗi, không cần thiết phải trông coi thủ khuyết sơn trang. Huyền diệu không thể tỏa chấn thành vấn thiên, để tránh hiểm nghi cho hắn ta, ngươi tạm thời thay huyền diệu tỏa trận bên này. Vâng, Hoàng Ban chắp tay đồng ý, sau đó hỏi dò một câu, thuộc hạ vừa nghe Lam Minh đến, lập tức hỏi thăm một chút, nghe nói nơi này đang xảy ra chuyện. Đinh vệ gật đầu, tên nghiêu hữu đạo không an phận, hãy cẩn thận một chút đừng vội vàng làm loạn gió thổi qua hết rồi nói sau thuộc hạ hiểu hoàng ban ngầm hiểu đám người thái thúc sơn hải biết nghiêu hữu đạo đã ra ngoài một lần nữa đến bái phỏng kết quả lại ăn bế môn canh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mọi người như lọt vào trong đám sương mù giống như có hàng trăm con mèo đang cào vào tâm thánh địa thiên lam chưa hẳn như kỳ danh mây trắng trên bầu trời khó có được màu xanh lam hoàn toàn nhưng nơi này lại rất đẹp chẳng khác nào tiên cảnh đỉnh thiên cảnh một tòa cung điện được xây dựng từ ngọc thạch thuần lam dưới ánh nắng chiếu sáng chẳng khác nào một viên bảo thạch thánh điện thiên lam cái tên thánh điện có hơi tục một chút nhưng không một ai dám khinh thường lam đạo lâm dáng người gầy mặc chiếc áo bảo rộng mái tóc bạc trắng nhưng da thịt trắng nõn không nhăn không hề có dấu hiệu của vẻ già nua rất có phong phạm của tiên phong đạo cốt đệ tử chân nhan đứng bên cạnh tuổi tác còn muốn lớn hơn tuổi của lam đạo lâm trong tay đang cầm bức thư của ngưu hữu đạo đứng trước cửa thánh điện Lam đạo lâm hỏi, chân nhan, người cảm thấy bản báo cáo này của Ngưu hữu đạo như thế nào? Chân nhan nói, xem qua thì cũng có lý, nhưng việc này không phải nhà chúng ta có thể tính. Lam đạo lâm lại hỏi, ba ngày ba bản trình báo, người cảm thấy Ngưu hữu đạo là người như thế nào? Chân nhan đáp, từ lúc La Phương phỉ đưa hắn đến thánh cảnh, đệ tử đã thu thập tất cả mọi thông tin liên quan đến Ngưu hữu đạo. Người này thật sự là người có tài, có thể nhanh chóng quật khởi như vậy, thật không đơn giản. Lam đạo lâm nói nhưng cũng không an Phật là người giỏi về điều khiển quy tắc giỏi điều khiển quy tắc nói rõ hắn không hề sợ hãi quy tắc không sợ chính là bất mãn loại người này không giữ lại được chân nhan ngạc nhiên hỏi Lam Minh sư đệ đang ở thành vấn thiên bây giờ đệ tử đưa tin cho sư đệ bảo đệ ấy xử lý hắn ngay tại chỗ Lam đạo lâm khẽ lắc đầu không vội mặc dù không giữ lại được nhưng một thanh